option mình lấy chữ A ha, distribution mình gọi lấy chữ D, chuyển hóa là metabolism mình lấy chữ M, và đào thải là extraction mình lấy chữ E, thì mình gọi là ACME. Như vậy khi nào nói tới ACME là nói tới quá trình dược độc học của thuốc trong cơ thể mình, và mình gọi cái dược độc học của thuốc trong cơ thể mình đó là pharmacokinetics mà chúng ta hay gọi tắt là ACME. Do đó các em ơi, khi nào mà mình nói ACME là mình nói tới hấp thu, phân bố, chuyển hóa và đào thải nha. Bốn quá trình, khi nào cô Thúy nói tới ACME là nói tới hấp thu, phân bố, chuyển hóa và đào thải. Thì quá trình thuốc mà nó trải qua bốn quá trình dược độc trong cơ thể mình là gì? Thuốc có thể là dùng theo đường tiêu hóa hoặc là theo đường ngoài tiêu hóa. Đường tiêu hóa ví dụ như đường uống chẳng hạn, hoặc là đường ngoài tiêu hóa như là đường tiêm chẳng hạn. Thì khi thuốc nó vào máu thì mình gọi là ngăn trung tâm, thì quá trình này chúng ta gọi là quá trình hấp thu này các em. Khi thuốc nó vào đến ngăn trung tâm và mình gọi cái quá trình này là quá trình hấp thu. Ngăn trung tâm ở đây mình tưởng tượng nó là gì? Đó là nó vô máu. Nó vô máu và sau đó thì khi mà thuốc vào máu á thì nó khi mà thuốc vào máu á thì nó ở hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng thuốc tự do là một mình nó thôi. Và thứ hai là thuốc nó gắn với protein huyết tương. Và sau đó thì thuốc nó đi đâu? Nó có thể được vận chuyển đến các ngăn ngoài biên. Ví dụ như nó đến phổi, đến tim, đến thận, vân vân. Và nó có thể vận chuyển đến nơi nó có tác động. Nơi nó có tác động, ví dụ như glycogen trợ tim thì cái nơi tác động của nó là ở tim. Và khi mà nó tới nơi tác động thì nó phải gắn với receptor, gắn với thụ thể để nó phát huy tác động dược lý. Và khi mà nó gắn với thụ thể thì nó phát huy tác động dược lý, nó sẽ cho chúng ta cái tác dụng điều trị hoặc là nó có độc tính. Rồi, vậy thì khi mà thuốc nó tới 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 ngăn trung tâm, mà chúng ta tưởng tượng cái ngăn trung tâm đó là máu, thì thuốc nó có thể là bài xuất qua nước tiểu hoặc là thuốc nó có thể được chuyển hóa ở các cơ quan khác. Như vậy ở đây các quá trình dược độc thì cô Thúy tóm tắt một câu đó là hấp thu, phân bố, chuyển hóa và đào thải. Thì bốn quá trình này nó chúng ta kể theo tuần tự là như thế, nhưng mà nó có thể xảy ra song song đồng thời với nhau à. Và chúng ta đi vào quá trình đầu tiên đó là sự hấp thu thuốc. Và cô Thúy xin nhắc lại, sự hấp thu thuốc là gì? Là quá trình từ khi đưa thuốc vào cơ thể cho nó khi nó vào máu, thì quá trình đó mình gọi là absorption, sự hấp thu nha. Cô xin nhắc lại, khi nó đi vào cơ thể và khi nó đi vào máu mà chúng ta gọi là ngăn trung tâm á, thì quá trình đó gọi là sự hấp thu thuốc. Trong quá trình hấp thu thuốc thì chúng ta nói tới ba nội dung. Một là các phương cách thuốc đi qua màng tế bào. Thứ hai là các yếu tố nào nó ảnh hưởng tới hấp thu thuốc. Và thứ ba là các đường hấp thu thuốc là đường gì. Chúng ta đi vào nội dung đầu tiên là các phương cách thuốc đi qua màng tế bào. Chúng ta định nghĩa hấp thu thuốc là quá trình thuốc vượt qua màng sinh học. Và sau khi vượt qua màng sinh học thì sao? Nó vào hệ tuần hoàn và nhờ máu sẽ vận chuyển thuốc đến vị trí tác động. Thế thì các em ơi, nãy giờ cô Thúy nghe tiếng các em có nghe rõ không các em ơi? Có nghe rõ không các em? Nghe Dạ, rõ không các em? rõ 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 cô ơi. Rõ không các em? Em có thấy cái slide không? Có thấy slide không em? Cô Rồi rồi. thấy Cô Thúy xin nhắc lại ha. Quá trình hấp thu thuốc là quá trình thuốc nó vượt qua màng sinh học. Và sau khi vượt qua màng sinh học là gì? Nó đi vào hệ tuần hoàn. Và như vậy quá trình hấp thu thuốc là quá trình thuốc nó đi vào hệ tuần hoàn. Và sau đó thì ở hệ tuần hoàn tức là ở máu đó, thì máu nó sẽ vận chuyển thuốc đến vị trí tác dụng tác động. Và vì chúng ta định nghĩa và vì cái màng tế bào thì được cấu tạo bởi lipid và protein. Màng tế bào được cấu tạo bởi lipid và protein. Do đó chúng ta hay gọi màng tế bào có bản chất là lipoprotein. Lipoprotein. Do đó chúng ta sẽ có các phương cách thuốc nó đi qua màng tế bào, đó là
thuốc nó khuếch tán qua lớp lipid. Thuốc nó khuếch tán qua lớp lipid là vì sao? Là vì bản chất của màng tế bào là lipoprotein, do đó nó có thể đi qua cái lớp lipid. Và thuốc mà muốn đi qua lớp lipid thì nó phải tan trong lipid. Nó phải tan trong lipid. Thứ hai là trên màng tế bào đó các em, trên màng tế bào nó có những cái lỗ nhỏ, mà những cái lỗ nhỏ này nó có đường kính khoảng 0,4 nanomet. Cái đường nó có những cái lỗ nhỏ mà đường kính là 0,4 nanomet. Do đó thuốc nó có thể đi qua những cái lỗ nhỏ này. Tuy nhiên cái đường khuếch tán qua lỗ này nó không quan trọng các em, vì hầu hết các phân tử thuốc có đường kính lớn hơn 1 nanomet. Hầu hết mà các thuốc chúng ta sử dụng á, thì các phân tử thuốc nó có đường kính lớn hơn 1 nanomet. Do đó cái phương cách thuốc đi qua màng tế bào là đường khuếch tán qua lỗ không quan trọng. Đường thứ ba là khuếch tán qua màng nhờ chất mang. Khuếch tán qua màng nhờ chất mang thì chúng ta có hai loại. Một, vận chuyển thuận lợi. Vận chuyển thuận lợi là sao? Là nó theo bậc thang nồng độ. Theo bậc thang nồng độ là sao? Là thuốc nó sẽ đi từ nơi nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp thì cái đó chúng ta gọi là theo bậc thang nồng độ. Và cách vận chuyển thuận lợi này là không tiêu tốn năng lượng. Không tiêu tốn năng lượng. Một cái vận chuyển thứ hai phải nhờ chất mang, đó là vận chuyển tích cực. Vận chuyển tích cực thì nó ngược bậc thang nồng độ. Ngược bậc thang nồng độ là sao? Là nó đi từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. Và cái cách vận chuyển tích cực này phải tốn năng lượng. Phải tốn năng lượng. Do đó cô Thúy xin nhắc lại, khuếch tán qua màng nhờ chất mang, chúng ta có hai loại, đó là vận chuyển thuận lợi và vận chuyển tích cực. Vận chuyển thuận lợi thì theo bậc thang nồng độ không tốn năng lượng. Vận chuyển tích cực nghĩa là ngược bậc thang nồng độ và phải tốn năng lượng. Và cách cuối cùng mà thuốc nó có thể đi qua màng tế bào là sự ẩm bào. Ẩm bào là sao? Là cái màng tế bào nó bắt lấy chất ngoại sinh nghe. Cái màng tế bào nó bắt lấy chất ngoại sinh và nó bao bọc các chất này, nó bao các cái chất này thành một cái bọc. Rồi màng tế bào nó mới đưa cái bọc này đi qua màng tế bào. Rồi sau khi cái bọc này nó đi vô được trong á, thì nó sẽ phóng hết ở mặt trong tế bào. Và cái sự ập bào này á, dành cho các phân tử lớn như insulin. Dành cho các phân tử lớn như insulin. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái insulin là chất ngoại bào ha. Thì nó bắt lấy cái insulin, nó tạo thành cái bọc, rồi nó đưa qua màng, rồi sau đó thì phóng hết insulin ở mặt trong tế bào. Và để minh họa cho các phương cách thuốc đi qua màng tế bào, để minh họa cho cái phương cách thuốc ở qua màng tế bào, thì cô Thúy xin minh họa cái hình này. Chúng ta có đây là màng tế bào này các em. Và màng tế bào ở đây là lớp phospholipid. Bản chất của lớp phospholipid đó là lipid với protein. Ở đây là chúng ta có bên ngoài tế bào. Phía ngoài này này là chúng ta có ngoài tế bào. Phía trong này là bên trong, này là bên trong tế bào. Và chúng ta sẽ có bốn cách sau đây đó là bốn cách để mà thuốc nó vượt qua màng tế bào. Cách thứ nhất là khuếch tán qua lớp lipid. Các em thấy nó sẽ khuếch tán qua lớp lipid. Và thuốc muốn khuếch tán qua lớp lipid thì nó phải tan trong lipid. Thứ hai là nó khuếch tán qua lỗ. Và ở trên màng tế bào nó có những cái lỗ nhỏ, mà cái những lỗ này nó đường kính khoảng 0,4 nanomet. Và cái cách này nó không quan trọng, bởi vì đại đa số thuốc mình có đường kính lớn hơn 1 nanomet. Cách thứ ba là khuếch tán qua màng nhờ chất mang. Đây các em thấy không? Khuếch tán qua màng nhờ chất mang. Và khuếch tán qua màng nhờ chất mang, chúng ta ôn lại nha. Khuếch tán qua màng nhờ chất mang có hai cách, đó là vận chuyển thuận lợi và vận chuyển tích cực. Vận chuyển thuận lợi là theo bậc thang nồng độ và phải không cần tốn năng lượng. Loại thứ hai là vận chuyển tích cực, và vận chuyển tích cực là ngược bậc thang nồng độ, tiêu tốn năng lượng. Cách thứ tư đó là ập bào, và nó ập bào đối với những phân tử thuốc có phân tử lớn
Ví dụ như insulin thì insulin nó nằm ở ngoài này này các em. Và insulin nó sẽ được bao lại thành cái bọc, rồi nó đưa vô trong này, đi vô trong này là đi bên trong tế bào. Và khi insulin nó được vô trong này là bên trong tế bào này rồi, thì nó sẽ được phóng thích ở mặt trong tế bào. Và sự hợp bào thì dành cho các phân tử lớn như insulin, như hồi nãy cô Phi có nói. Vậy thì các em ơi, trong cái phần dược lý, tại vì cái phần dược lý thuốc nó nhiều lắm, do đó cô Phi muốn một điều như thế này nè các em. Các em làm sao học bài ngay tại lớp. Học bài ngay tại lớp bằng cách đó, là cô Phi sẽ nhắc đi nhắc lại những cái phần. Và sau khi mà các em học xong rồi, các em nói kiểm tra giữa kỳ với thi cuối kỳ, các em nói hay cho các em phần trọng tâm bài. Thì cô Thúy nói luôn này, trọng tâm bài là những phần cô Thúy thường nhắc, hay nhắc đi nhắc lại trên lớp, đó là trọng tâm bài. Ví dụ bây giờ nhìn cái slide này nha, nhìn cái slide này, chúng ta có bốn phương các thuốc đi qua màng tế bào. Bây giờ mình học thầy trò mình học lại với nhau nè. Cái slide này thì các em học này, chúng ta có nhiều cái, cô đã cố tình làm những cái ô này là những cái điểm trọng tâm á. Đó là chúng ta có bốn phương cách đi qua màng tế bào nha. Một là khuếch tán qua lớp lipid, hai là khuếch tán qua lỗ, ba là khuếch tán qua màng nhờ chất mang. Và khuếch tán qua màng nhờ chất mang chúng ta có hai loại, đó là vận chuyển thuận lợi và vận chuyển tích cực. Và cuối cùng là ập bào. Bốn loại này đi thi mà cô Thúy hỏi bốn loại, bốn phương cách thuốc qua màng tế bào, loại nào là quan trọng thì các em phải trả lời cái cách thứ nhất và cách thứ ba nghe. Cách thứ nhất đó là khuếch tán qua lớp lipid, cách thứ ba là khuếch tán qua màng nhờ chất màng. Hai cách đó là hai phương cách mà nó giúp vận chuyển thuốc qua màng tế bào, đó là hai phương cách chủ yếu ha. Và như vậy điều kiện tiên quyết để hấp thu qua màng đó là gì? Điều kiện tiên quyết để hấp thu qua màng thì thuốc đó, một phải tan trong lipid ha, phải tan trong lipid. Và thứ hai là ở dạng không dung hóa. Ở dạng không dung hóa, vì chỉ có dạng không dung hóa là tan trong lipid, và khi tan trong lipid thì cái dạng không dung hóa mới thấm qua được màng tế bào. Thế thì bây giờ chúng ta nói cái dạng dung hóa là dạng gì? Dạng dung hóa là dạng gì? Thì các em nhìn ở đây này, cô Thúy sẽ chỉ cho các em dạng không dung hóa này. Dạng không dung hóa ví dụ như thuốc mình sử dụng có thể là axit yếu hoặc là base yếu. Axit yếu ví dụ như chúng ta có AH, AH là axit yếu ha. Và AH là axit yếu á, thì khi mà phân ly á, khi mà phân ly thì các em sẽ thấy AH khi mà nó phân ly á, thì nó sẽ phân ly thành A trừ và H cộng. Thì như vậy cái AH này này chúng ta gọi là dạng không dung hóa. Còn A trừ này này là chúng ta gọi là dạng dung hóa nha. Và nếu mà thuốc là base yếu thì chúng ta có cái cấu trúc chúng ta ký hiệu là BOH. BOH khi nó phân ly thì nó sẽ phân ly thành B cộng và OH trừ. Như vậy cái BOH này nè là dạng không dung hóa và B cộng là dạng dung hóa. Vậy thì thuốc là axit yếu thì dạng không dung hóa là AH. Thuốc là base yếu thì dạng không dung hóa là BOH. Là BOH. Như vậy chúng ta kết luận, đây là điều kết luận mà các em phải nhớ nè. Thuốc nó muốn đi qua màng tế bào thì gì? Điều kiện tiên quyết để thuốc đi qua màng tế bào đó là một, thuốc đó phải tan trong lipid, và hai, nó phải ở dạng không dung hóa. Dạng không dung hóa nếu là axit thì chúng ta có là AH, nếu là base thì chúng ta có là BOH. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có dạng không dung hóa mới tan được trong lipid và mới qua được màng tế bào. À, như vậy chúng ta nhớ lại này, chúng ta có bốn phương cách thuốc đi qua màng tế bào nghe các em. Một, khuếch tán qua lớp lipid. Hai, khuếch tán qua lỗ. Ba, khuếch tán qua màng nhờ chất mang. Và bốn là sự ập bào.
Và chúng ta kết luận một điều đó là gì? Điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết tức là điều kiện cần và đủ đó. Điều kiện tiên quyết để thuốc được vận chuyển qua màng tế bào, để thuốc được hấp thu qua màng tế bào, thì thuốc đó phải tan trong lipid và ở dạng không viêm hóa. Nhớ à, hai điều kiện tiên quyết để thuốc qua được màng tế bào đó là: một, nó phải tan trong lipid; hai, là phải ở dạng không viêm hóa. Bởi vì dạng không viêm hóa thì mới tan được trong lipid, nên mới được qua được màng tế bào. À, rồi chúng ta qua một vấn đề tiếp theo, đó là các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc. Thì các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc, chúng ta nói tới yếu tố đầu tiên, đó là tính hòa tan của thuốc. Tính hòa tan của thuốc thì các em thấy này, thuốc mà dạng dung dịch nước á, thì dễ hấp thu hơn dạng dung dịch dầu. Thuốc mà dạng dung dịch nước á, thì dễ hấp thu hơn dung dịch dầu, dịch treo hay dạng rắn, vì dung dịch nước hòa tan nhanh chóng vào pha nước nơi hấp thu. Và để lấy ví dụ này các em, các em dược sĩ chủ nhà thuốc, có bệnh nhân vô nói các em là: dược sĩ ơi, tôi nhức đầu lắm, tôi nhức đầu lắm, bây giờ nhờ dược sĩ cho một thuốc tác dụng cho nó nhanh. Thì ở nhà thuốc các em mình có paracetamol. Các em ơi, các em tắt bếp giùm cô đi. Các em tắt bếp giùm cô đi các em ơi. Bạn nào chưa tắt bếp thì tắt bếp giùm cô đi nha. Rồi, các em ơi, thì chúng ta có bệnh nhân gặp các em và bệnh nhân nói: dược sĩ cho tôi thuốc giảm đau nào cho nó nhanh, tôi đang nhức đầu ghê lắm. Thì trong nhà thuốc của mình là có paracetamol dạng viên nén nè, với lại là paracetamol dạng viên sủi. Dạng viên sủi thì trong trường hợp đó là các em cho dạng viên sủi để chi? Để mà chúng ta hòa cái viên thuốc đó vào trong nước á, thì bệnh nhân uống cái viên sủi đó tác dụng nó sẽ nhanh hơn là dạng viên nén. Thứ hai, nồng độ thuốc tại nơi hấp thu. Nồng độ thuốc tại nơi hấp thu thì các em, nồng độ càng lớn thì sự hấp thu càng nhanh. Bởi vì sao? Các thuốc qua màng được khuếch tán qua lớp lipid á, thì nồng độ càng lớn thì sự hấp thu thuốc càng nhanh. Thứ ba, pH nơi hấp thu. pH nơi hấp thu thì cái phần này nó hơi khó, thì các em nhớ nghe này. Và các em ơi, cái phần nào mà hơi khó đó, hoặc là qua quá trình giảng mà cô Thúy thấy nếu các em chưa hiểu, hoặc là có slide nào mà các em nghe không rõ, các em không hiểu, thì các em ơi, các em nhớ nhắn tin cho cô Thúy. Nhớ nhắn tin cho cô Thúy qua cái hộp và qua cái chỗ mà meeting chat này này. Các em nhắn cho cô Thúy ha. Các em nhắn tin cho cô Thúy thì cô Thúy sẽ trả lại. Thế thì các em, pH nơi hấp thu, cái phần này khó nè. Thì nghe nè, trong cơ thể mình có hai nơi mà sự thay đổi pH rất rộng. Sự thay đổi pH rất rộng đó là nơi nào các em biết không? Hai nơi đó là gì? Một, dịch vị. Hai, nước tiểu. Dịch vị thì pH nó thay đổi từ 1,5 đến 7. 1,5 đến 7 nha. Nước tiểu thì pH nó thay đổi từ 4,5 đến 7,5. Hai nơi mà pH có sự thay đổi pH rất rộng đó là dịch vị và nước tiểu. Em ơi, có bạn nào chưa tắt mic? Chưa tắt mic thì tắt mic dùng cô Thúy. Thì tắt mic dùng cô Thúy nha. Thì cô Thúy xin nhắc lại nè. Trong cơ thể mình có hai nơi mà pH có thay đổi rất rộng, đó là dịch vị và nước tiểu. Dịch vị thì chúng ta có pH có thay đổi từ 1,5 đến 7. Và nước tiểu là pH có thay đổi từ 4,5 đến 7,5. Và đa số các thuốc mà mình dùng là axit yếu hoặc là base yếu. Nếu là axit yếu thì nó sẽ phân ly thành A trừ và H cộng. Nếu là base yếu thì nó sẽ phân ly thành B cộng và OH trừ. Thì chúng ta có một cái phương trình, chúng ta gọi là phương trình Henderson-Hasselbeck. Phương trình Henderson-Hasselbeck này, chúng ta có phương trình này nè, là nồng độ của A trừ, tức là nồng độ của dung hóa, trên
nồng độ của AH, tức là nồng độ của không dung hóa, sẽ bằng 10 mũ pH trừ pKa. Đó, đây là thuốc axit yếu. Còn nếu thuốc là base yếu thì chúng ta sẽ có nồng độ của phần không dung hóa chia cho nồng độ của phần dung hóa sẽ bằng 10 mũ pH trừ pKa. Thế thì nếu là axit yếu thì chúng ta có phương trình này. Nếu là base yếu thì chúng ta có phương trình này. Và các em sẽ thấy nếu chúng ta có pH, pH này là pH nơi hấp thụ. Chúng ta có pKa, đây là pKa của thuốc. Cô Thúy xin nhắc lại này, pH này là pH nơi hấp thụ, pKa là pKa của thuốc. Đi thi nha, đi kiểm tra nha, thì đề kiểm tra, đề thi sẽ cho các em pH là bao nhiêu, sẽ cho thuốc là pKa là bao nhiêu. Và nếu chúng ta có pH, chúng ta có pKa thì chúng ta sẽ tính ra được nồng độ A trừ trên AH, hoặc tính ra nồng độ BOH chia B cộng. Và các em thấy nè, dù là axit yếu hay là base yếu thì phần nào được hấp thu, nhớ cho cô Thúy, phần được hấp thu đó là phần không dung hóa. Không dung hóa nó mới được hấp thu. Vậy thì phần không dung hóa là phần ở đây là gì? Nếu axit yếu thì là AH, nếu base yếu thì là BOH. Và do đó nếu chúng ta biết được pH của nơi hấp thụ, pKa của thuốc, thì chúng ta sẽ tính ra được tỷ số này. Chúng ta sẽ có tỷ số này. Và vì chỉ có dạng không dung hóa mới được hấp thu qua màng, nên chúng ta có thể biết chất đó được hấp thu hay khó hấp thu. Và nếu dễ hấp thu thì nó hấp thu theo chiều nào. Thì nãy giờ nói lý thuyết suông, thì bây giờ cô Thúy xin chứng minh. Chứng minh để cho các em thấy rõ là nếu cô Thúy có một thuốc, thuốc mà cô Thúy có là thuốc axit yếu. Thuốc axit yếu này nó có pKa bằng 4.4 nha. Thuốc mà cô có là thuốc axit yếu, và cô cho các em thuốc axit yếu đó có pKa là bằng 4.4. Đề bài hỏi này, bài toán hỏi này, khi mà cô cho bệnh nhân uống thuốc mà pKa của thuốc là 4.4 thì hỏi thuốc nó có được hấp thu qua đường tiêu hóa hay không? Thuốc nó có được hấp thu qua đường tiêu hóa hay không? Thì mấy em thấy nè, khi mà chúng ta dùng thuốc theo đường uống thì chúng ta thuốc nó sẽ được hấp thu qua hàng rào lipid ở ruột, thì ở đây là hàng rào lipid ở ruột ha. Và ở đây là dịch vị nè, dịch vị chúng ta có pH là 1.4. Ở đây chúng ta có huyết tương pH là 7.4. Vậy thì chúng ta sẽ có thuốc là axit yếu, chúng ta ký hiệu là HA, nó sẽ phân ly thành A trừ và H cộng. Như vậy cô Thúy có là ở dịch vị, bây giờ mình tính ở ngăn dịch vị nha. Ở ngăn dịch vị thì theo phương trình chúng ta sẽ có theo phương trình Henderson-Haselbeck thì chúng ta có nồng độ A trừ chia nồng độ AH sẽ bằng 10 mũ pH. Thì ở đây dịch vị pH bằng 1.4. Cô Huy Điện cô đây. Ở đây thuốc có pKa của thuốc là 4.4. Thì cô Huy Điện cô đây. Như vậy 10 mũ 1.4 trừ 10 trừ 4.4 sẽ bằng 1 phần 1.000. Nghĩa là nếu nồng độ A trừ là 1 thì nồng độ AH sẽ là 1.000. Cô Thúy xin nhắc lại, nhìn vào đây nè. Nếu ở đây chúng ta thế vô ở dịch vị á nha, ở dịch vị pH bằng 1.4 nè, pKa bằng 4.4 là pKa của thuốc. Điền vào đây chúng ta sẽ có là 10 mũ trừ 3, 10 mũ trừ 3 sẽ bằng 1 phần 1.000. 1 phần 1.000 nghĩa là nếu nồng độ dung hóa là 1 thì nồng độ không dung hóa là 1.000. Ở đây là ở dịch vị. Tương tự như vậy, tương tự như vậy, các em cũng tính tương tự như vậy ở huyết tương, cũng y hệt giống vậy. Và ở huyết tương nó khác ở chỗ dịch vị, ở chỗ là huyết tương pH là 7.4. Thì cô Thúy Điền vô đây 7.4 trừ với 4.4 thì sẽ là bằng 10 mũ 3. 10 mũ 3 nghĩa là nếu nồng độ A trừ là 1.000
thì nồng độ AH sẽ là 1. Như vậy cô Thúy mới thế bộ, cô Thúy mới thế bộ ở đây. Như vậy các em thấy ở dịch vị, ở dịch vị có phải nồng độ AH là nồng độ không dung hóa là 1000 thế chưa? Này ở đây này, nồng độ AH là nồng độ không dung hóa là 1000. Và ở huyết tương, ở huyết tương nồng độ không dung hóa HA ở đây, AH ở đây sẽ là 1 thôi, sẽ là 1 thôi. Và như vậy chúng ta sẽ có là cái sự hấp thu thuốc ở đây là sao? Thuốc nó sẽ di chuyển từ đâu đến đâu? Thuốc nó sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Nơi có nồng độ cao là ở đâu? Là từ ngăn dịch vị. Nơi có nồng độ thấp là đâu? Là ở ngăn huyết tương. Như vậy thuốc nó sẽ di chuyển từ ngăn dịch vị đến ngăn huyết tương, vì thuốc nó sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Thế thì các em ơi, tại vì cái pH, cái yếu tố thứ ba, cái yếu tố thứ ba nó ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc, đó là pH nơi hấp thụ. Đó là pH nơi hấp thụ. Và cô Thúy cũng nói trước, khi mà kiểm tra nhiều kỳ là cô Thúy có cho lại cái bài tính này. Cái cho lại cái bài tính này, cô Thúy chỉ thay đổi cái pKa của thuốc thôi. Thì các em, bây giờ cô Thúy để cho các em 5 phút, nhờ các em xem lại coi thử. Khi chúng ta tính toán theo nồng độ thì các em xem lại coi thử cái slide này các em có hiểu không. Nếu không hiểu thì cô Thúy sẽ giảng lại. Không thôi mình đi thi, mình đi kiểm tra đó, cô Thúy ra bài toán này mà các em không hiểu thì không được. Do đó bây giờ cô Thúy để ra 5 phút nha. 5 phút các em coi coi thử là có hiểu không. Và sau đó nếu không hiểu thì cô Thúy giảng lại. Rồi, đi thi á, cô Thúy có ra cái phần này nè. Ví dụ như cô Thúy cho cái pKa của thuốc là 3.4 chẳng hạn ha. Cái pKa của thuốc là 3.4 hoặc là 5.4 chẳng hạn, thì cô Thúy sẽ hỏi coi thử là thuốc đó có được hấp thu hay không nghe. Thì nhớ đi thi là nhớ mà nhớ phần này. Và nếu các em, nếu mà em nào không hiểu thì cứ nhớ nhắn cho cô Thúy. Ví dụ như cái slide này nè, là cái slide số 10, các em cứ việc nhắn tin cho cô Thúy, cô Thúy ơi giảng lại cho em cái slide số 10, hay là em không hiểu cái slide số mấy đó ha. À, rồi cô Thúy xin nói tới tiếp một cái yếu tố thứ tư, đó là tuần hoàn, và yếu tố thứ năm là bề mặt nơi hấp thụ. Thì các em sẽ thấy nè, cái pH ở dạ dày là 1, trong khi đó pH ở ruột non nó có thể tới 8. Diện tích ở dạ dày á nó là 1 m², và diện tích ở ruột non nó tới 200 m². Vì sao diện tích của ruột non nó lớn vậy? Bởi vì ở ruột non nó có cái lớp lông tơ, nó mềm như nhung ở ruột non, mà chúng ta gọi là nhung mao. Vì cái lớp nhung mao đó nó đã làm tăng diện tích tiếp xúc của ruột non lên tới 200 m². Rồi, lượng máu tới dạ dày thì người ta thấy rằng 1 phút chỉ có 150 ml máu tới dạ dày, trong khi đó ở ruột non nó có tới 1000 ml máu chạy tới dạ dày, xin lỗi, ở dạy tới ruột non. Và như vậy các em sẽ thấy nè, bề mặt nơi hấp thu ở ruột non lớn hơn dạ dày, lượng máu tới ruột non cũng nhiều hơn ở dạ dày. Và như vậy chúng ta kết luận sự hấp thu ở ruột non thì nhiều hơn ở dạ dày. Vì sao? Vì ruột non có bề mặt hấp thu rộng và lưu lượng máu cao. Như vậy cô Thúy xin tóm tắt lại, chúng ta có 5 yếu tố. Chúng ta có 5 yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc nha. Chúng ta có 5 yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc, đó là gì? 1. Tính hòa tan của thuốc. 2. Nồng độ thuốc tại nơi hấp thu. Nồng độ càng cao thì hấp thu càng nhiều. Thứ ba là pH nơi hấp thu. pH nơi hấp thu chúng ta tính ra được, chúng ta biết được thuốc có được hấp thu hay không là theo phương trình Henderson-Hasselbeck. Và yếu tố thứ tư là tuần hoàn nơi hấp thu. Và yếu tố thứ năm là bề mặt nơi hấp thu. Năm yếu tố đó nó đã ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc. Chúng ta qua vấn đề tiếp theo, đó là các đường hấp thu thuốc. Các đường hấp thu thuốc thì chúng ta sẽ có các đường hấp thu sau đây. Một là hấp thu qua da. 2 là hấp thu qua đường tiêu hóa. 3 là hấp thu qua đường hô hấp. 4 là hấp thu qua đường tiêm. Và 5 là hấp thu qua thanh mạc.
chúng ta đi vào đường hấp thu đầu tiên là hấp thu qua da. Hấp thu qua da là sao? Thì các em sẽ thấy da mình mà từ ngoài vào đó thì có ba lớp chính các em. Cái lớp ngoài này, cái chỗ mà cái mũi tên cô Thúy đang chỉ này, chúng ta gọi là biểu bì hay còn gọi là lớp sừng. Lớp sừng này hay còn gọi là lớp keratin hóa. Bởi vì sao? Bào tương của cái những cái tế bào này này, nó đã bị keratin hóa hoàn toàn. Và khi keratin hóa hoàn toàn nên cái lớp biểu bì này người ta gọi là lớp keratin. Lớp sừng là cái hàng rào che chở da và cũng là hàng rào cản trở làm chậm hấp thu của hầu hết các khuôn. Bởi vì sao? Cái lớp sừng này nó được keratin hóa, do đó là nó sẽ là bảo vệ da, nhưng mà nó cũng làm thêm một cái nhiệm vụ, đó là nó cản trở làm chậm hấp thu của hầu hết các loại thuốc. Cái lớp thứ hai là lớp thường bì. Lớp thường bì là lớp thứ hai là đây này, tức là cái mô liên kết chống đỡ. Và cái lớp thứ ba là lớp hà bì. Lớp hà bì là lớp này này, hypodermis á. Và đây là cái tổ chức đặc biệt trở thành mô mỡ. Nói tóm lại, từ ngoài vào trong thì cấu tạo da có ba lớp chính. Một, biểu bì hay còn gọi là lớp sừng. Hai là thường bì. Và ba là hà bì. Trong ba lớp này thì lớp ngoài là lớp biểu bì hay còn gọi là lớp sừng, là hàng rào che chở cho da và cũng là hàng rào cản trở làm chậm hấp thu của hầu hết các loại thuốc. Thì cô Thúy nói các em nghe nè, cô Thúy cách đây khoảng cũng khá lâu rồi, ở dưới Cần Thơ có một bạn đó khoảng chừng hơn 20 tuổi, thì người Việt mình là rất thích làn da trắng. Thì bạn nữ này mới vô cái chỗ spa đó thì mới nói là ở chỗ đó người ta có quảng cáo là tắm trắng, nói tắm trắng là da trắng nọt nà như Ngọc Trinh đó. Thế thì mấy em biết không, bạn đó vô cái spa đó thì không biết người ta bôi thuốc gì á các em. Người ta quảng cáo người ta bôi thuốc gì gì đó, và sau đó là người ta lấy cái màng bọc thực phẩm của mình á, quấn cái bàn đó lại, quấn đâu chừng cỡ một thời gian khoảng 30 phút là bàn đó lên cơn co giật khó thở, mà đem vô trong bệnh viện là tử vong. Là vì sao? Cũng không biết là cái spa đó, cái thẩm mỹ đó người ta có bôi thuốc gì, và sau đó là dùng cái màng bọc thực phẩm bọc lại. Và khi mà dùng cái màng bọc thực phẩm đó lại là các em biết không, nó ngăn cái sự thoát mồ hôi. Và khi ngăn sự thoát mồ hôi thì sao, cái lớp da mấy em nó mềm đi, giống như là mình giặt đồ á, mình ngâm tay mình trong nước lâu á, cái lớp da mình, cái lớp biểu bì đó nó mềm đi. Và như vậy, và cái lớp da, lớp biểu bì đó là gì? Nó là hàng rào bảo vệ da, nó cản trở hấp thu thuốc qua da. Và khi mà dùng cái màng bọc thực phẩm như vậy bọc cái toàn bộ con người đó lại, thì cái lớp biểu bì đó nó không, nó làm mất đi cái tính cản trở bảo vệ da, và nó lại làm tăng hấp thu thuốc qua da. Mà mấy em biết không, là đem vô bệnh viện mà cứu chữa không kịp thời, mà bạn đó là tử vong luôn á. Thế thì các em biết không, trong cái lớp và trong cái cấu tạo da như vậy, thì các thuốc mà vận chuyển thuốc qua da đó, thì thuốc nó vận chuyển thuốc qua da đó, thì nó sẽ có những cái đặc điểm sau đây. Đặc điểm thứ nhất đó là cái sự vận chuyển thuốc qua da nó phụ thuộc hệ số phân chia dầu trong nước của thuốc. Thuốc mà được hấp thu qua da đó thì nó phải có hệ số phân chia dầu trong nước của thuốc, nghĩa là thuốc nó phải tan trong dầu. Tại vì sao? Tại vì bản chất màng tế bào của mình là lipoprotein. Lipo là nghe lipid á. Nó phải tan trong dầu, nó phải tan trong lipid thì nó phải được hấp thu qua da. Nhưng mà nó phải vừa tan trong lipid, vừa tan trong nước. Chúng ta gọi là hệ số phân chia dầu trong nước của thuốc. Nếu mà những thuốc đang tan trong lipid á thì sao? Thuốc nó tan trong lipid thì nó sẽ hấp thu qua biểu bì nè, qua tuyến mạc nang lông nè, tuyến mồ hôi. Và ngay cả những thuốc rất tan trong lipid thì sao? Thì nó lại là chậm hấp thu qua da so với các nơi khác. Bởi vì sao? Bởi vì cản trở của lớp sừng. Và cô Thúy xin nhắc lại, thuốc mà muốn được hấp thu qua da thì nó phải có hệ số phân chia dầu trong nước của thuốc. Hệ số phân chia dầu trong nước của thuốc nghĩa là thuốc nó phải có độ tan trong dầu, thuốc phải có độ tan trong nước hợp lý. Có những thuốc rất tan trong lipid
thì nó cũng hấp thu chậm qua da do cản trở của lớp sừng. Vậy thì nếu mà những chất không tan trong lipid thì sao? Những chất không tan trong lipid á, thì nó sẽ được hấp thu qua tuyến bã, tuyến mồ hôi. Những chất không tan trong lipid thì nó ví dụ như là nó tan trong nước chẳng hạn, thì nó sẽ được hấp thu qua tuyến mồ hôi chẳng hạn. Và có một số thuốc thì nó thấm trực tiếp qua da các em. Có một số thuốc nó thấm trực tiếp qua da như là gì nè, iốt nè, lưu huỳnh nè, acid boric, muối kim loại nặng, hoặc là phenen, hoặc là eucalyptin, thì đó là những thuốc thấm trực tiếp qua da. Như vậy cô biết tóm tắt một điều đó là thuốc muốn vận chuyển qua da, thuốc muốn được hấp thu qua da thì phải có hệ số phân chia dầu trong nước hợp lý. Hợp lý nghĩa là vừa phải tan trong dầu, vừa phải tan trong nước. Những thuốc tan trong nước thì cũng không khó được hấp thu qua da, mà những thuốc rất tan trong lipid cũng hấp thu chậm qua da do cản trở của lớp sừng. Rồi, và các thuốc mà được hấp thu qua da thì nó có thể gây tác động từ nông đến sâu, từ cạn đến sâu và cả tác dụng toàn thân. Cụ thể, thuốc có thể có tác động tại chỗ như là thuốc xoa bóp nè, cao giáng nè, ví dụ như các em thấy cao giáng sulfate không, cái miếng cao giáng sulfate, hoặc là thuốc sát khuẩn. Thuốc sát khuẩn ví dụ như là nước oxy già hoặc là cồn rồi vậy đó, nó có tác dụng tại chỗ thôi, hoặc là thuốc chống nóng. Có tác dụng toàn thân hoặc là nó có tác dụng tại chỗ, hoặc là nó có tác dụng toàn thân, ví dụ như là dùng cái miếng thuốc giáng đó, miếng thuốc giáng, ví dụ như thuốc giáng nitroglycerin để điều trị đau thắt ngực nè, scopolamine là điều trị say tàu xe nè, estradiol thì chứa estradiol điều trị sau mà cần. Vậy thì bây giờ cho cô Thúy hỏi mấy em, cái miếng giáng nitroglycerin giáng ở đâu? Các em ơi, mình học dược trung á, mình nhớ miếng giáng nitroglycerin giáng ở đâu các em? Giáng ở đâu nhớ không? Và Minh Châu, Châu ơi, Châu có nhớ miếng giáng nitroglycerin giáng ở đâu không em? Châu ơi, bật mic lên nói với cô Thúy đi Châu ơi. Em có nhớ miếng thuốc giáng nitroglycerin giáng ở đâu không Châu? Dạ không cô. Dạ, nó trị đau thắt ngực. Cô Thúy bày cho nhớ nè. Nó trị à, đúng rồi, Phi giỏi nè. Phạm Quốc Phi giỏi nè. Là giáng ở chỗ ngực nha. Giáng ở chỗ ngực. Ngực mà ngực trái. Vì sao? Cô Thúy đã nghe lớp trưởng lớp mình là ai? Ai vậy các em? Lớp trưởng lớp mình là ai? Cho cô Thúy xin nhờ lớp trưởng mình chút xíu nè. Chúng ta có điểm mà cô Thúy sinh hoạt với các em. Lớp trưởng mình là tên gì? Nhắn giúp dùng cô Thúy tên bàn lớp trưởng đi. Lớp trưởng ơi, nhắn giúp dùng cô Thúy đi. Thế thì cô Thúy xin sinh hoạt nè. Chúng ta có kiểm tra giữa kỳ với lại là thi cuối kỳ. Kiểm tra giữa kỳ cô Thúy sẽ lấy nội dung cái phần vật lý đại cương nè. Phi ơi, em giúp giùm cô Thúy chuyện này nha. Chúng ta có kiểm tra giữa kỳ với thi cuối kỳ. Và cô Thúy nói luôn nè, kiểm tra giữa kỳ là cô Thúy lấy cái phần vật lý đại cương này, cô Thúy cho các em làm kiểm tra. Kiểm tra giữa kỳ thì chúng ta có trọng số kiểm tra giữa kỳ là 40% và thi cuối kỳ là 60%. Và trong cái kiểm tra giữa kỳ á, thì cô Thúy sẽ cộng điểm cho các em là với các em đi học chuyên cần nè. Đi học chuyên cần sẽ có được cộng điểm chuyên cần này. Thứ hai nữa là điểm phát biểu tích cực. Thì Vi ơi, Quốc Phi là lớp trưởng á, ghi nhận lại giúp giùm cô Thúy ha. Thì trong suốt quá trình dạy đó, hôm nay mình học online, về sau mình có học offline cũng vậy. Nếu bạn nào mà có điểm tích cực trên lớp thì nhớ lớp trưởng Phi nhớ ghi nhận lại giúp giùm cô Thúy, để cuối đợt cô Thúy sẽ cộng điểm tích cực cho các em nha. Do đó Phi ơi, em ghi nhận lại giúp giùm cô Thúy nè. Hôm nay tham dự đi học là có 61 người trừ cô Thúy ra, thì như vậy hôm nay là đi học là 60 người. Thì Phi ơi nhớ ghi nhận lại điểm danh giúp giùm cô Thúy. Với thứ hai nữa là với những bạn mà phát biểu tích cực trên lớp, cô Thúy có thể là mời các em, hoặc là các em nhắn tin vào cái hộp thư này cho cô Thúy nè. Ví dụ như hồi nãy là Phạm Quốc Phi có nhắn là
cái miếng dán nitroglycerin á, cái miếng dán nitroglycerin thì chúng ta dễ nhớ lắm, nó là thuốc điều trị đau thắt ngực. Mà đau thắt ngực thì thuốc về tim mạch thì chúng ta dán ở phần ngực, mà dán ở ngực là phần ở ngực trái, bởi vì tim mình là nó nằm bên tay trái, đúng không? Bởi vậy cô Thúy hay nói với các em, cô Thúy hay nói đùa với các em, mình có một trái tim, mình có một trái tim nghĩa là mình nhớ quả tim mình nằm bên tay trái. Vậy thì nitroglycerin là dán ở vùng ngực trái. Các em ơi, cô Thúy có nhận được cái tin nhắn của một bạn nói là cô Thúy nói lại. Cô Thúy nói lại thì Hương ơi, chút xíu nữa cái phần tổng kết bài cô Thúy sẽ nói lại nha. Cô Thúy sẽ nói lại cái phần mà hồi nãy em nói, em không hiểu chắc cái phần pH đó. Thì bây giờ cô Thúy xin nhắc lại nè. Cái nitroglycerin á là dán ở vùng ngực trái. Rồi, scopolamine để trị say tàu xe. Thì mấy em có nhớ scopolamine mà trị say tàu xe là dán ở đâu không? Dán ở đâu không? Bây giờ Nguyễn thì bạn ơi, bật mic lên nói giùm cô đi. Dán ở đâu? Rồi, Hương trả lời. Hương trả lời đúng rồi. Dán ở sao cái đấy? Đúng rồi. Phi ơi, lát chút xíu rồi là ghi nhận lại mấy bà này để cầu điện tích cực giúp cô Thúy ha. Bạn mà nói là dán ở sau tai á, thì dán ở sau tai á là cái miếng dán scopolamine này tìm sai xe. Bạn nào tắt giúp cô Thúy đi, bạn nào tắt mic nè, tắt mic đi các em. Rồi, scopolamine thì dán ở phía sau tai á nha, và nó bị say tàu xe. Và các em biết không, cái scopolamine này nếu mà muốn trị say tàu xe mà miếng dán á, thì các em phải dán trước khi lên xe 4 giờ. Ví dụ như 12 giờ mấy em lên xe thì mấy em phải sử dụng miếng dán trước 4 giờ, là khoảng 8 giờ sáng là các em phải dán rồi đó. Rồi các em biết không, và cái miếng scopolamine mà trị say tàu xe này nó có thể kéo dài thời gian tác động của nó, kéo dài tới 72 giờ là nghe. Do đó là mình dán ở sau tai á, và cái thời gian tác động của nó là kéo dài 72 giờ, tức là 3 ngày là đó. Rồi, và cái miếng dán tiếp nữa như là Estradiol thì nó chứa estradiol để điều trị sau mạn kinh. Và các cái miếng dán này á thì nó có ưu điểm gì? Nó thấm qua da nhưng mà nó có tác dụng toàn thân, và nó có ưu điểm gì? Một, do là thấm qua da, do đó nó sẽ tránh mất hoạt tính khi uống. Mình mà uống estradiol đó mấy em, mình mà uống estradiol nó sẽ bị hủy ở gan, do đó mình dán để mà nó tránh mất hoạt tính khi uống. Thứ hai nữa là cái miếng dán này này, nó sẽ phóng thích thuốc ổn định. Do đó là cái nồng độ thuốc á, nó ổn định trong máu, và do đó nó giảm tác dụng phụ. Nhớ ha, thấm qua da, nhưng mà thuốc nó có tác dụng toàn thân để chi? Một, tránh mất hoạt tính khi uống, và thứ hai là nó phóng thích thuốc ổn định để giảm tác dụng phụ. Và các yếu tố ảnh hưởng tới cái sự hấp thu thuốc qua da, đó là chúng ta có các yếu tố ảnh hưởng, đó là hydrat hóa lớp sừng thì chúng ta băng kín lại bằng cách dùng một cái tá dược thấm hút, hoặc là phủ lên da bằng một cái miếng phim bằng plastic. Để ngăn thoát mồ hôi, và lúc đó thì nó sẽ tăng hấp thu thuốc. Giống như cái câu chuyện hồi nãy cô Thúy kể cho các em đó, cái bạn đó cô nói là để là muốn tắm trắng á, và sau khi người ta thoa thuốc toàn thân rồi người ta bọc cái cơ thể bạn ấy bằng cái lớp màng bọc ni lông á, và như vậy nó sẽ là tăng cái sự hấp thu thuốc qua da, và thuốc nó vào máu và nó gây độc tính, mà cứu chữa không kịp thời tử vong đó. Và các em ơi, các em biết, vậy thì mình bôi thuốc á, thì các em biết là mình bôi vào lúc nào là thuốc nó hấp thu tốt không? Đó là mình bôi thuốc sau khi mình tắm xong. Sau khi mình tắm xong á, thì da mình nó sạch sẽ nè, thông thoáng nè, và da, lớp da thì nếu mềm mại á, thì nó sẽ là hấp thu thuốc tốt hơn sau khi mình tắm xong. Cái yếu tố ảnh hưởng thứ hai đó là loại tá dược. Thì loại tá dược nó cũng thay đổi tính thấm qua da. Và hồi nãy cô Thúy nói với các em,
cái điều kiện tiên quyết để thuốc được được đi qua màng tế bào, cũng giống như thuốc nó điều kiện tiên quyết để mà nó được hấp thu qua da, đó là nó phải có hệ số phân chia dầu trong nước hợp lý. Do đó những cái thuốc mà nó thân lipid, những thuốc mà nó thân lipid nghĩa là nó tan trong dầu, thì người ta nên dùng tá dược tan trong nước để chi? Để cuối cùng chúng ta có một cái chế phẩm bôi ngoài da, nó có một cái hệ số phân chia dầu trong nước hợp lý thì nó thấm qua da. Cũng giống như nếu thuốc mình là không thân lipid, nó tan trong nước, nó tan trong nước thì chúng ta nên phối hợp với tá dược thân lipid, để cuối cùng chúng ta có một cái chế phẩm và chế phẩm dùng đó nó có một cái hệ số phân chia dầu trong nước hợp lý thì nó mới được hấp thụ qua da. Như vậy đối với da khô này, da viêm mạc tính này thì chúng ta nên dùng tá dược ưa lipid, và nếu mà vết thương sưng viêm chảy mủ quá thì chúng ta dùng tá dược giặt nước. Và các em ở đây cô Thúy xin lưu ý một điều, nếu vết thương đang sưng viêm chảy mủ thì các em phải dùng thuốc sát khuẩn kem làm sạch cái vùng này đó, kem làm sạch những cái mủ máu rồi vậy đó, thì cái thuốc mà tá dược giặt nước này nó mới được hấp thu tốt ha. Rồi một cái yếu tố thứ ba là độ dày của lớp sừng. Độ dày của lớp sừng thì lớp sừng da mặt mỏng nhất nên thuốc dễ thấm qua da, thì cô Thúy cũng xin lưu ý với các bạn nữ trong lớp mình, các em ơi, các em bôi kem dưỡng da ban đêm, các em thấy bạn mình sao có da đẹp quá, mình mới thấy bạn mình rồi bạn mình nói là bạn mình thoái kem dưỡng da này, các em mua về các em bất chứa kem bôi lên và chớ dại bôi lên liền nghe các em. Các em làm ơn trước khi bôi lên mặt, các em làm ơn bôi lên chỗ cánh tay mà mặt trong á, mặt trong của cánh tay bôi, mà nếu mình không bị dị ứng gì hết á thì lúc đó hẳn bôi lên mặt. Chứ tại vì lớp sừng của da mặt mình á mỏng lắm, do đó nó dễ thấm qua da. Mà có những trường hợp, có những dược phẩm, có những mỹ phẩm bạn mình sử dụng rất là đẹp, nhưng mà tới khi mình sử dụng thì mình bị dị ứng. Do đó cái chuyện dị ứng là nó không có chừa một ai hết á. Do đó cô Thúy xin nhắc lại nè, phụ nữ nè, mấy bạn nữ trong lớp mình nè, muốn sử dụng kem dưỡng da, muốn bôi lên mặt thì làm ơn trước khi bôi lên mặt mình bôi ở mặt trong cánh tay trước qua thử, bôi qua thử nó có bị gì không. Nếu mà thấy an toàn lúc đó hạt bôi lên mặt nha, bởi vì lớp sừng da mặt thì mỏng nên thuốc dễ thấm qua da. Đối với một số người mà bị da vẩy nến á mẹ, bị da vẩy nến á, thì ở da vẩy nến á thì da bị mất lớp sừng nên thuốc cũng dễ thấm qua. Một cái yếu tố thứ tư nó cũng ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc qua da, đó là tuổi tác. Thì các em biết không, ở trẻ em á, ở trẻ em thì có diện có cái tỷ số diện tích da chia cho thể trọng ở trẻ em thì nó lớn hơn ở người lớn. Và thứ hai nữa là ở trẻ em á, thì cái lớp sừng, cái lớp keratin nó chưa phát triển hoàn thiện nên thuốc thấm qua da ở trẻ em dễ dàng hơn người lớn. Do đó này, cô Vi xin nhắc lại này, thuốc thấm qua da ở trẻ em dễ dàng hơn người lớn vì hai lý do. Lý do thứ nhất, diện tích da, tỷ số diện tích da trên hệ trọng ở trẻ em lớn hơn người lớn. Thứ hai, lớp sừng ở trẻ em chưa phát triển hoàn thiện, do đó thuốc thấm qua da ở trẻ em dễ dàng hơn người lớn. Và để thuốc hấp thu nhanh á, để thuốc hấp thu nhanh thì chúng ta làm cái thao tác gì? Chà sát xoa bóp da. Chà sát xoa bóp da, và khi mình chà sát xoa bóp da thì sao? Cái vùng da đó thì nó nóng lên, phải không kè? Nóng lên thì sao? Các cái mạch máu dưới da nó giãn. Và khi các cái mạch máu dưới da nó giãn thì sao? Thì nó sẽ tăng cái lượng thuốc hấp thu qua da. Hoặc là chúng ta dùng cái sóng siêu âm á, để đẩy thuốc vào sâu hơn. Và để mà làm giảm chức năng hàng rào của lớp sừng. Như vậy chúng ta có nha, chúng ta có các yếu tố ảnh hưởng tới đường hấp thu qua da là gì? Một, khi rác hóa lớp sừng. Thứ hai, loại tá dược. Thứ ba, độ dày của lớp sừng. Và thứ tư là tuổi tác. Thứ tư là tuổi tác. Và chúng ta qua một cái đường hấp thu thứ hai, đó là sự hấp thu qua đường tiêu hóa. Sự hấp thu qua đường tiêu hóa thì chúng ta có nè, hấp thu ở lưỡi,
hấp thu ở dạ dày, ở ruột non và ở ruột già. Chúng ta đi vào đường đầu tiên là hấp thu qua niêm mạc lưỡi. Hấp thu qua niêm mạc lưỡi thì các em, khi mà mình hấp thu qua niêm mạc lưỡi thì thuốc nó được hấp thu ở đâu nè? Nó được hấp thu qua niêm mạc lưỡi nè, niêm mạc sàn miệng là phía trên phía dưới miệng mình á, niêm mạc mặt trong hai má. Rồi sau khi nó được hấp thu qua niêm mạc lưỡi nè, niêm mạc sàn miệng nè, niêm mạc mặt trong hai má, thì thuốc nó sẽ đổ vào cái tĩnh mạch cổ phía trong. Thuốc nó đổ vào cái tĩnh mạch cổ phía trong này nè các em, phía trong này nè. Và khi thuốc nó được đổ vào cái tĩnh mạch cổ phía trong và nó đi thẳng vào hệ đại tuần hoàn mà không bị gan biến đổi. Và vì nó thuốc nó đi thẳng vào hệ đại tuần hoàn mà không bị gan biến đổi, do đó thuốc này, cái đường sử dụng này chúng ta có thể áp dụng cho những thuốc mà bị phân hủy ở gan và đường tiêu hóa. Ví dụ như các em có biết cái thuốc, có nhớ cô Thúy Nghị các em biết thuốc này nè, có nhớ cái alpha chymotrypsin không? Alpha chymotrypsin là cái thuốc mà nó làm tan máu bầm á các em. Alpha chymotrypsin, cô Thúy nhắn tin cho các em cái thuốc này nha. Alpha chymotrypsin là cái thuốc mà trị tan máu bầm á. Thì cái alpha chymotrypsin này chúng ta có cái dạng viên ngầm dưới lưỡi. Thì cái alpha chymotrypsin này vì sao dùng dạng viên ngầm dưới lưỡi? Bởi vì nó bị hủy ở gan với đường tiêu hóa. Nó bị hủy ở gan và đường tiêu hóa. Do đó cách tốt nhất là đường ngầm dưới lưỡi. Và khi mà ngầm dưới lưỡi nó được hấp thu qua niêm mạc lưỡi đó, thì nó sẽ khuếch tán thụ động qua lớp lipid. Mà các em nhớ nghe, khuếch tán thụ động qua lớp lipid thì nó sẽ phụ thuộc vào hệ số phân chia dầu trong nước của thuốc. Cô Thúy xin nhắc lại, khuếch tán thụ động qua lớp lipid nghĩa là phụ thuộc hệ số phân chia dầu trong nước của thuốc. Phụ thuộc hệ số phân chia dầu trong nước của thuốc nghĩa là thuốc vừa phải tan trong dầu, vừa phải tan trong nước. Nó phải tan trong dầu vì sao? Vì bản chất màng tế bào của mình là lipoprotein, nghĩa là lipid. Mà bản chất của màng tế bào là lipoprotein thì nó phải tan trong dầu, nó mới được qua khuếch tán thụ động qua lớp lipid. Rồi nó vừa phải tan trong dầu, nó phải vừa tan trong nước nữa. Bởi vì khi nó tan trong nước á, thì nó vào hệ tuần hoàn. Tuần hoàn mình là cái gì? Là máu. Máu mình là nước hay dầu? Máu mình là nước. Và các em thấy rằng máu mình là nước thì thuốc nó phải tan trong nước. Như vậy khi thuốc khuếch tán thụ động qua lớp lipid thì nó phải vừa tan trong dầu, vừa tan trong nước. Và khi mà thuốc nó được hấp thu qua niêm mạc lưỡi á, thì nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là gì? Niêm mạc miệng mỏng, nhiều mạch máu. Nhiều mạch máu lắm các em. Các em chút xíu nữa, các em nghe lời cổ Thúy, các em đứng trước kiến đó nha. Các em lật dưới lưỡi mình lên. Các em lật cái lưỡi mình lên, các em đứng trước kiến, các em sẽ thấy dưới lưỡi mình là một hệ thống mao mạch, mạch máu dày đặc. Vì vậy, nó có một cái ưu điểm, đó là niêm mạc miệng mỏng, nhiều mạch máu. Nhưng mà nhược điểm là gì? Diện tích hấp thu ở miệng nó hẹp lắm. Và diện tích hấp thu ở miệng hẹp thì sao? Chúng ta khó giữ thuốc lâu trong miệng. Mà khó giữ thuốc lâu trong miệng thì sao? Mấy em thấy mình ngầm thuốc á, mình có hay có cái chuyện là nước bọt nó cứ tiết ra làm cho mình phải nuốt nước bọt. Mà khi mà nuốt nước bọt á, thì vô hình chung nước bọt nó sẽ đem một phần thuốc xuống đường tiêu hóa, quay chừng đường tiêu hóa với ở gan, nó sẽ phá hủy thuốc. Do đó nhược điểm là diện tích hấp thu ở miệng hẹp. Mà khi diện tích hấp thu ở miệng hẹp thì chúng ta sẽ khó giữ thuốc lâu trong miệng để đủ thời gian thuốc nó được hấp thu hoàn toàn. Đặc biệt đối với những cái dạng viên mà viên rắn tan chậm đó. Và chúng ta khắc phục cái tình trạng này bằng cách gì? Chúng ta khắc phục bằng cách dùng viên đặt dưới lưỡi. Này các em thấy không? Chúng ta khắc phục bằng cách là dùng viên đặt dưới lưỡi. Và khi đặt dưới lưỡi này thì chúng ta để cái lưỡi ở vị trí bình thường như vậy, thì cái viên thuốc này nó sẽ có thời gian để nó rã ra, nó phóng cái hoạt chất và nó sẽ được hấp thu qua đâu? Qua niêm mạc lưỡi, qua niêm mạc sàn miệng, niêm mạc mặt trong hai má, rồi nó đổ vào tĩnh mạch cổ phía trong, rồi đổ vào hệ đại tuần hoàn mà không bị gan biến đổi. Do đó để khắc phục cái nhược điểm là diện tích hấp thu ở miệng hẹp, các em khuyên bệnh nhân nên đặt viên thuốc ở dưới lưỡi. Và khi đặt viên thuốc ở dưới lưỡi, nó sẽ khắc phục được là thuốc này sẽ có thời gian để nó tan ra, để nó được hấp thụ.
Và chúng ta sử dụng đường này đối với những thuốc gì các em? Những thuốc mà chúng ta được sử dụng đường này đó là những thuốc gì nè? Không có mùi vị khó chịu nha. Đừng có mùi vị khó chịu. Mùi vị khó chịu ngầm vô ai chịu nổi. Thứ hai, không gây kích ứng. Thứ ba, liều phải thấp nha. Liều nó phải tương đối phải thấp để cho cái viên thuốc nó nhỏ. Và thuốc, những thuốc nào bị phân hủy ở gan và đường tiêu hóa, chúng ta có thể sử dụng đường này. Do đó cô Thúy xin nhắc lại, thuốc mà chúng ta sử dụng đường này đối với những thuốc có những tính chất sau đây nè. Một, thuốc không có mùi vị khó chịu. Hai, thuốc không gây kích ứng. Ba, liều tương đối thấp. Và bốn, thuốc nó bị phân hủy ở gan và đường tiêu hóa, thì chúng ta dùng theo cái dạng đặt dưới lưỡi nha. Thế thì mấy em ơi, cho cô Thúy quay trở lại với mấy em một chút. Cho cô Thúy hỏi là nãy giờ mấy em nghe có rõ không? Rồi các em có hiểu bài không? Các em ơi, nghe có rõ không các em? Nhắn tin giúp cô Thúy đi. Nhắn tin cho cô Thúy đi. Nghe rõ rồi các em có hiểu bài không các em? Có hiểu bài phải không? Rồi, hiểu bài ha. Thì bây giờ cô Thúy muốn như thế này này các em. Cô Thúy nói muốn như thế này này. Cô Thúy ôn lại bài cho các em nha. Cô Thúy ôn lại bài cho các em. Các em học tốt đi, cô Thúy hứa. Các em học tốt, cô Thúy hứa là trước khi mà các em kiểm tra giữa kỳ đó, hoặc là trước khi các em thi cuối kỳ đó, là nếu mà các em học tốt á, là cô Thúy sẽ ôn bài cho các em với điều kiện là các em phải học. Chứ các em không học á, các em biết không, các em thi rớt lên rớt xuống, rồi bây giờ tình hình kinh tế khó khăn mà mình phải học lại, đóng tiền lại, các em đau lòng mà cô Thúy cũng đau lòng thay cho các em nữa. Thế thì bây giờ nè, trước khi nghỉ giải lao là cô Thúy ôn lại bài cho các em. Và ôn lại bài cho các em là sao nè? Cô Thúy nhắc những cái điểm chính của bài. Cô Thúy nhắc những cái điểm chính của bài. Và sau khi mà cô Thúy ôn lại bài xong rồi đó, cô Thúy cho các em nghỉ giải lao, thì các em nhắn tin giúp giùm cô. Ví dụ như hồi nãy có bạn Hương đó, là cần cô nhờ cô Thúy dạng lại. Thì Hương ơi, nhắn giúp giùm cô là cái slide nào em không có hiểu thì cô Thúy sẽ dạng lại nha. Và một tình huống tiếp tục nữa, đó là nhiều khi dạng qua slide, dạng online mà rơi vào cái tình huống đó là ở nhà các em cúp điện chẳng hạn, hoặc là nhà các em mạng yếu quá chẳng hạn, các em nghe tiếng được tiếng mất, thì bây giờ khắc phục ra làm sao? Thì cô Thúy nói nghe nè, có hai cách. Cách thứ nhất là khi nào dạy cô Thúy cũng ghi âm lại, cô Thúy ghi âm lại và các em có thể vô Microsoft Stream á, các em nghe lại cái khi nào các em nghe lại cái ghi âm lại. Rồi thứ hai nữa, nếu các em nghe lại ghi âm mà các em cũng không hiểu nữa, thì về sau khi các em sẽ có chương trình thực tập dược lý, các em vô bộ môn dược lý. Thì các em ơi, cô Thúy là trưởng bộ môn dược lý. Ở bộ môn thì các em cứ vô thẳng bộ môn, các em nói là cho em gặp cô Thúy, em không có hiểu cái phần đó cô giảng, em không có hiểu á, thì cô Thúy sẽ trực tiếp giảng lại cho các em. Điều cô Thúy mong muốn với các em đó là gì? Phải học mới đầu được. Không có học không có đầu được các em. Và thứ hai nữa, mình đầu để chi? Mình về mình còn khoe với nhà mình là mình học môn này là mình được điểm, và điểm cao thì rất tốt, mà điểm không cao là mình cũng đủ đầu để qua môn. Rồi mình có phải mất công học lại thi lại, tốn tiền, tốn thời gian, và cô Thúy cũng buồn đó. Do đó bây giờ nè, cô Thúy ôn lại cho các em nha. Đây là những điểm cần nhớ nè. Và bây giờ nhớ là bây giờ phải học bài với cô Thúy. Thì bây giờ học nè, đây là những điểm cần nhớ nè các em. Bây giờ mình nhớ nha. Chúng ta nói sự hấp thu thuốc là gì? Chúng ta nói sự hấp thu thuốc là quá trình từ khi thuốc đưa vào cơ thể cho tới khi nó vào máu thì gọi là hấp thu. Và khi hấp thu á, thì thuốc nó phải vượt qua màng tế bào, nghe các em. Thuốc nó vượt qua màng tế bào thì thuốc vượt qua màng tế bào. Thì chúng ta sẽ có 4 cách vượt qua màng tế bào. Đó là gì? 1. Khuếch tán qua lớp lipid. 2. Khuếch tán qua lỗ. 3. Khuếch tán qua màng nhờ chất mang. Và khuếch tán qua màng nhờ chất mang là có 2 cách: vận chuyển thuận lợi và vận chuyển tích cực. Và thứ 4 là sự ập vào. 4 phương cách này, 4 phương cách thuốc đi qua màng tế bào, thì 2 phương cách đó là khuếch tán qua lớp lipid và khuếch tán qua màng nhờ chất mang.
Hai cách đó là hai cách quan trọng nhất nghe các em. Và chúng ta phải nhớ này, phải nhớ là cái gì? Điều kiện tiên quyết để hấp thu qua màng là gì? Hai điều kiện thôi. Một, thuốc đó phải tan trong lipid. Hai, thuốc phải ở dạng không dung hóa. Nhớ nha, một là tan trong lipid, hai là dạng không dung hóa. Đó, đó là nội dung thứ nhất phải nhớ. Nội dung thứ hai phải nhớ đó là gì? Chúng ta có các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc. Chúng ta có năm yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc đó là gì? Một, tính hòa tan của thuốc. Thuốc ở dạng nước, dạng lỏng thì dễ hấp thu hơn dạng dung dịch dầu, dịch treo hay dạng rắn. Thứ hai, nồng độ thuốc tại nơi hấp thu. Nồng độ càng lớn thì hấp thu càng nhanh. Thứ ba, pH nơi hấp thu. Thì pH nơi hấp thu thì chúng ta có cái phương trình Henderson Bazerbach. Cái phương trình này sẽ giúp cho các em tính ra được nồng độ, phần dung hóa và nồng độ phần không dung hóa. Và từ đó dựa vào cái gì? Dựa vào pH nơi hấp thu và pKa của thuốc để các em tính được cái tỷ số dung hóa trên không dung hóa. Và chỉ có phần không dung hóa mới được hấp thu. Như vậy chúng ta sẽ biết được thuốc có được hấp thu hay không. Và thuốc được hấp thu thì nó hấp thu theo chiều nào. Và yếu tố thứ tư ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc đó là tuần hoàn nơi hấp thu. Và yếu tố thứ năm là bề mặt nơi hấp thu. Hai cái tuần hoàn và bề mặt nơi hấp thu thì chúng ta minh họa rất rõ ở dạ dày và ruột non. Tuần hoàn ở dạ dày. Dạ dày thì có 150ml máu chạy qua dạ dày trong vòng 1 phút. Trong khi đó ở ruột non có tới 1000ml máu. Bề mặt ở dạ dày, diện tích ở dạ dày có 1m2. Trong khi đó diện tích ở ruột non tới 200m2. Do đó chúng ta có sự hấp thu ở ruột non là nhiều hơn ở dạ dày. Và vì vậy chúng ta có 5 yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc đó là: một, tính hòa tan của thuốc. Hai, nồng độ thuốc tại nơi hấp thu. Ba, pH nơi hấp thu. Bốn là tuần hoàn. Và năm là bề mặt nơi hấp thu. Và chúng ta sẽ có các đường hấp thu thuốc. Thì các đường hấp thu thuốc chúng ta nói tới 5 đường. Đó là hấp thu qua da. Và cô Thúy cũng đang dừng lại ở hấp thu qua da. Chúng ta sẽ có đặc điểm của thuốc muốn được hấp thu qua da đó là gì? Thuốc muốn được hấp thu qua da thì nó phải phụ thuộc, nó phải có một cái hệ số phân chia dầu trong nước hợp lý. Dầu trong nước hợp lý nghĩa là thuốc nó vừa phải tan trong dầu, vừa phải tan trong nước, phải có hệ số phân chia dầu trong nước hợp lý, nó mới hấp thu thuốc qua da. Và chúng ta sẽ có đường thấm qua da thì nó có thể tác dụng nông là nông cạn á, hoặc là tác dụng sâu, hoặc là tác dụng toàn thân. Tác dụng toàn thân ví dụ như mình có miếng dán nitroglycerin để điều trị đau thắt ngực, hoặc là miếng dán scopolamin để điều trị say tàu xe, hoặc là miếng dán extra đẹp là tên biệt dược đó các em, nó chứa cái hoạt chất estradiol điều trị bổ sung estradiol sau mạn kinh. Và chúng ta sẽ có các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc qua da thì chúng ta sẽ có các yếu tố sau đây: một, hydrat hóa lớp sừng. Hai, loại tá dược. Ba, độ dày của lớp sừng. Bốn là tuổi tác. Bốn yếu tố đó là ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc qua da. Và đối với sự hấp thu thuốc qua đường tiêu hóa đó thì cô Thúy đang giới thiệu tới thuốc ở đạt được hấp thu qua niêm mạc lưỡi. Thì thuốc được hấp thu qua niêm mạc lưỡi thì nó sẽ hấp thu ở các cái mạch máu ở niêm mạc lưỡi nè, ở niêm mạc sàn miệng nè, với lại niêm mạc mặt trong hai má. Rồi sau đó thuốc nó đổ vào tịnh mạch cổ phía trong, rồi đổ vào đài tuần hoàn mà không bị gan biến đổi. Và vì cái đường đi của thuốc như vậy, do đó chúng ta dùng những thuốc được hấp thu qua niêm mạc lưỡi áp dụng đối với những thuốc sau đây: một, thuốc đó không có mùi vị khó chịu. Hai, không gây kích ứng. Ba, liều tương đối thấp. Bốn là những thuốc đó bị phân hủy ở gan và đường tiêu hóa. Những thuốc đó chúng ta nên sử dụng theo đường đặt dưới lưỡi. Thế thì các em ơi, bây giờ cô Thúy mời các em nghỉ giải lao nha.
thì các em không hiểu thì nghe cô Thúy giảng lại nè. Thuốc mà chúng ta sử dụng á, chúng ta có thể sử dụng là thuốc bản chất là axit yếu hoặc là base yếu. Và nếu là axit yếu á, thì nó sẽ phân ly là AH, nó sẽ phân ly thành A trừ với H cộng. Thì hoặc là base yếu á, thì nó sẽ phân ly là BOH, nó sẽ phân ly là B cộng cộng với OH trừ. Thế thì thuốc mà được hấp thu á, là chỉ có cái phần không dung hóa nghe các em, cái phần này AH nè với lại là BOH mới lại là phần không dung hóa, mới lại là cái phần không dung hóa. Thế thì các em ơi, theo phương trình Henderson-Bassabet thì chúng ta có nè, A trừ nồng độ A trừ chia cho nồng độ AH sẽ bằng 10 mũ pH trừ pKa. pH này là pH nơi hấp thụ, pKa là pKa của thuốc, và đây là phương trình đối với lại là của base yếu. Vậy thì bài toán cô Thúy cho đó là gì? Cô Thúy cho có một thuốc, thuốc đó là có pKa bằng 4.4, thuốc đó là pKa bằng 4.4, và cô Thúy cho bệnh nhân sử dụng theo đường uống. Vậy thì bài toán đặt ra đó là thuốc này nó có được hấp thu qua ở ruột non, qua ở nó có được hấp thu ở dạ dày hay không, qua ở dạ dày hay không. Thế thì các em, nó được hấp thu ở dạ dày hay không thì chúng ta có cái phương trình Henderson-Bassabet là chúng ta có ở dịch vị pH bằng 1.4 này, chúng ta điền vào đây. pKa của thuốc là 4.4 thì chúng ta tính ra được là bằng 10 mũ trừ 3, 1.4 trừ 4.4 tức là bằng trừ 3. Trừ 3, 10 mũ trừ 3 có phải là bằng 1 phần ngàn không? 1 phần ngàn nghĩa là nếu nồng độ A trừ là bằng 1 thì nồng độ AH sẽ là bằng 1 ngàn. Rồi, tương tự ở huyết tương thì chúng ta có pH ở huyết tương là bằng 7.4 nè, cô Thúy cho nè, pH bằng 7.4. Và chúng ta sẽ có nếu nồng độ A trừ ở huyết tương là 1.000 thì AH sẽ là bằng 1. Thì cô Thúy mới điền vô đây, đây này, ở dịch vị nè, nồng độ AH sẽ bằng 1.000, cô Thúy điền vô đây, ở dịch vị nè. Còn ở huyết tương thì nồng độ AH ở đây là bằng 1 nè, thấy không? Nồng độ AH ở đây là bằng 1. Rồi, và chúng ta có như vậy là thuốc nó sẽ vận chuyển từ nơi có nồng độ cao, đấy này, nồng độ cao này, đến nơi có nồng độ thấp, nghĩa là thuốc này nó sẽ được di chuyển từ ngăn dịch vị, đây là ngăn dịch vị này các em, đến ngăn huyết tương. Như vậy đi, bài toán mình trả lời là gì? Thuốc này có được hấp thu không? Được chứ. Vì sao? Nó sẽ di chuyển từ ngăn dịch vị đến ngăn huyết tương, tức là thuốc nó sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ cao là 1.000 tới nơi có nồng độ thấp là 1. Đó, thì cô Thúy xin dặn lại cái slide số 10 là như vậy Hạnh Hương nha. Rồi, chúng ta đi tiếp phần tiếp theo, đó là sự hấp thu qua niêm mạc dạ dày và hấp thu qua niêm mạc ruột non. Thì các em sẽ thấy hấp thu qua niêm mạc dạ dày và hấp thu qua niêm mạc ruột non thì sao? Ở thành dạ dày á, thì nó sẽ cản trở hấp thu thuốc. Và thứ hai nữa là ở pH ở dạ dày á, là rất axit. Cái pH ở dạ dày lúc mình đói đó, pH nó khoảng 1, 2. Thì cái axit hydrochloric ở dạ dày nó sẽ phá hủy các chất kém bền trong môi trường axit dịch vị. Và bản thân ở dạ dày thì có men pepsin. Men pepsin nó sẽ phân hủy insulin, nó sẽ phân hủy oxytocin. Thì insulin, oxytocin là những thuốc có bản chất polypeptide. Mà polypeptide thì nó sẽ bị men pepsin ở dạ dày phân hủy. Do đó các em thấy insulin mình đâu có dạng uống đâu, oxytocin mình cũng đâu có dạng uống. Insulin phải dùng theo đường chích, hoặc là oxytocin chúng ta dùng theo đường chích. Và sau này thì các em biết insulin có dạng hết nữa, dạng hết, dạng qua đường hô hấp á. Và như vậy cái lượng thuốc hấp thu ở dạ dày á, thì ít có ý nghĩa trong điều trị. Bởi vì sao? Cái thành dạ dày thì cản trở hấp thu thuốc nè, axit thì nó phá hủy các chất kém bền trong môi trường axit, và ở dịch vị thì có pepsin, và pepsin nó sẽ phân hủy các thuốc có bản chất polypeptide. Rồi, vậy thì hấp thu ở ruột non thì sao? Thuận lợi không? Thuận lợi, bởi vì sao? Bề mặt hấp thu rộng, các em nhớ hồi nãy diện tích tiếp xúc ở ruột non tới 200 m², màng lưới mao mạch dày đặc làm cho lượng máu tới ruột non nó có thể là 1.000 ml máu tới ruột non trong vòng 1 phút.
pH ở trên ruột á, thì tương đối trung tính ở ruột non, cái pH khoảng từ 5 tới 6 ở tá tràng. Và thời gian thuốc á, thì lưu ở ruột non lâu, nhu động ruột á, thì nó giúp phân tán thuốc. Và thuốc có thể hấp thu theo các cơ chế, thuốc có thể hấp thu theo các cơ chế, đó là cơ chế gì nào? Hấp thu khuếch tán qua lớp lipid, thuốc được khuếch tán hấp thu qua các lỗ, rồi thứ ba là vận chuyển nhờ các chất mang, và thứ tư là sự ập bào, nghĩa là thuốc có thể hấp thu theo các cơ chế. Tuy nhiên nó không thuận lợi, nó có một cái nhược điểm, đó là thuốc phải vượt qua the first pass event, nghĩa là thuốc phải vượt qua hiệu ứng vượt qua lần đầu. Và hiệu ứng vượt qua lần đầu, ví dụ như thuốc mà chúng ta dùng qua ở gan đi, xin lỗi, thuốc mà chúng ta dùng qua đường uống đi, thì nó sẽ vượt qua lần đầu ở gan. Thì các em nhìn vô đây này, cô Quý nói nghe này, cái hình này, cái cơ chế này nó hơi khó. Thì nhìn vô đây cô Quý sẽ giải thích nè. Thuốc mà dùng qua đường uống á nha, thì nó sẽ vượt qua, nó phải chịu cái hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan. Đó là sao nè? Khi mà chúng ta, bệnh nhân uống thuốc thì thuốc nó sẽ đi từ miệng nè, xuống thực quản ha, thực quản là cái ống này nè các em. Sau đó thuốc nó xuống dày dày, và sau đó nó sẽ vào ruột non. Rồi ruột non thì các em biết đó, ở ruột non thì thuốc nó sẽ được hấp thu tốt. Bởi vì sao? Diện tích tiếp xúc ở ruột non lớn, máu qua ruột non nhiều, và thuốc lưu ở ruột non lâu, và nhu động ruột giúp phân tán thuốc. Và sau khi thuốc nó được hấp thu ở ruột non á, thì nó sẽ đi vào tĩnh mạch cửa. Các em thấy nè, đây là cái tĩnh mạch cửa nè. Cái tĩnh mạch cửa này chúng ta gọi là hepatic porto vein. Hepatic porto vein chúng ta gọi là hệ tĩnh mạch cửa. Và cái tĩnh mạch cửa này là sự hợp nhất của ba tĩnh mạch. Các em thấy ba cái nhánh này nè, ba cái nhánh này. Thì ba cái nhánh này chúng ta có ba nhánh, đó là gì? Tĩnh mạch lắc, tức là cái tĩnh mạch, cái mạch máu mà nó đi ra từ lắc á. Cái tĩnh mạch thứ hai là tĩnh mạch mạc treo tràn dưới, và cái tĩnh mạch thứ ba là tĩnh mạch mạc treo tràn trên. Cô Thúy xin nhắc lại nha, ba cái nhánh này là ba nhánh tĩnh mạch, đó là gì? Một, tĩnh mạch lắc; hai, tĩnh mạch mạc treo tràn dưới; ba, tĩnh mạch mạc treo tràn trên. Ba tĩnh mạch này nó sẽ hợp nhất lại tạo thành tĩnh mạch cửa, và cái tĩnh mạch cửa nó đem thuốc tới gan. Cô Thúy lấy ví dụ, khi thuốc nó tới gan là 100mg chẳng hạn. Và khi tới gan thì ở gan là nó sẽ có men gan, và men gan này nó chuyển hóa thuốc. Ví dụ như thuốc nó tới gan là 100mg, và ở đây nó có men gan, nó chuyển hóa thuốc hết 30mg. Gan chuyển hóa thuốc hết 30mg. Như vậy chúng ta chỉ còn 70mg nó đi vào vòng đại tuần hoàn. Đây này, đây này, đây là cái vòng đại tuần hoàn này này. Như vậy chúng ta có 70mg thuốc đi vào vòng đại tuần hoàn. Như vậy 30mg thuốc đã bị phá hủy ở gan, thì 30mg này chúng ta gọi là hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan. Hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan. Và điều khi mà cô Thúy hỏi nha, hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan chỉ xảy ra khi thuốc dùng theo đường nào? Đường qua giá, đường tiêm, đường hô hấp, đường uống, thì các em phải chọn thuốc dùng theo đường uống. Đây nè, dùng theo đường uống nè. Và các em ơi, phần này khó, do đó cô Thúy xin nhắc lại nè. Hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan thì nhớ cho cô Thúy hai chuyện. Chuyện thứ nhất, hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan chỉ xảy ra khi thuốc dùng theo đường uống. Thấy chưa? Đường uống nè. Chuyện thứ hai phải nhớ nè, hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan là sao? Thuốc nó dùng theo đường uống, nó đi từ miệng xuống thực quản, xuống dạ dày, xuống ruột non, và nó sẽ được hấp thu qua niêm mạc dạ dày, qua niêm mạc ruột non, và nó đi vào tĩnh mạch cửa. Đây là tĩnh mạch cửa này. Tĩnh mạch cửa là cái sự hợp nhất của ba tĩnh mạch: tĩnh mạch lắc, tĩnh mạch mạc treo tràn trên, tĩnh mạch mạc treo tràn dưới. Thì tĩnh mạch mạc treo tràn trên, tĩnh mạch mạc treo tràn dưới, thuốc nó sẽ được hấp thu và nó đi vào cái tĩnh mạch cửa này, nó đi tới gan. Ví dụ thuốc đi tới gan 100mg, sau đó cái men gan này nó chuyển hóa thuốc hết 30mg.
Như vậy thuốc chỉ còn 70mg vào đến vòng đại tuần hoàn. Như vậy 30mg này chúng ta gọi là hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan. Và cô Thúy xin nhắc lại, hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan là gì? Là cái lượng thuốc bị gan phá hủy trước khi thuốc đi vào vòng đại tuần hoàn. Và cái hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan này chỉ xảy ra qua đường uống. Và chúng ta thấy cái sự hấp thu thuốc ở ruột non đó, thì thuốc nó phải vượt qua cái hiệu ứng vượt qua lần đầu. Và cái hiệu ứng vượt qua lần đầu này chúng ta gọi là vượt qua lần đầu ở gan nha. Rồi, chúng ta có cái sự hấp thu thuốc qua niêm mạc dạ dày và ruột non, thì cô Thúy xin tổng kết lại nè. Ruột non là nơi hấp thu thuận lợi nhất. Vì sao? Cái phần này là phần cô Thúy tổng kết lại này. Ruột non là nơi hấp thu thuận lợi nhất. Bởi vì sao? Bề mặt hấp thu ở ruột non tới 200m². Và các em, ruột non là cái phần này này. Này, cái phần mà màu tím này, màu xanh này, với màu đỏ này. Thì bây giờ học với cô nha. Cái này là các em đã học trong sinh lý rồi, nhưng mà cô Thúy không biết các em có nhớ không. Thì bây giờ học với cô này. Cái ruột non nó cái phần này á, chúng ta có nè, cái đoạn đầu của ruột non, cái hình chữ C mà màu tím ở đây nè, chúng ta gọi là tá tràng. Tá tràng ha. Cái đoạn giữa của ruột non là màu xanh xanh này nè, chúng ta gọi là hồng tràng. Hồng là không, và chúng ta còn gọi là không tràng. Và cái đoạn cuối của ruột non thì chúng ta gọi là hồi tràng. Và do đó các hồng em để tràng, cho dễ học tràng. Các em nhớ cho cô Thúy ruột non, nhớ nhớ từ này nè. Học với cô Thúy này. Ruột non, tá, hồng, hồi. Tá, hồng, hồi nghĩa là đoạn đầu ruột non, tá tràng. Đoạn giữa ruột non, hồng tràng. Và đoạn cuối của ruột non là hồi tràng. Đây, màu tím là tá tràng nè. Màu xanh là hồng tràng. Và màu đỏ ở đây là hồi tràng. Và chính cái ruột non nó có bề mặt hấp thu tới 200m² là do diện tích tiếp xúc nó lớn lắm. Thứ hai, tuần hoàn ở ruột non thì các em nhớ không? Một phút ở ruột non nó có tới 1 lít máu chạy tới ruột non, trong khi đó dạ dày có 150ml máu chạy qua dạ dày có một phút, mà ở ruột non nó có tới 1000ml máu. Thứ ba, nhu động ruột thì nhu động ở ruột non mạnh lắm các em, và cái nhu động ruột nó sẽ giúp cho phân tán thuốc, giúp cho phân tán thuốc. Rồi thứ tư nữa là thuốc nó ở lâu trong ruột. Bốn cái yếu tố này là gì? Một, bề mặt hấp thu. Hai, tuần hoàn nơi hấp thu. Thứ ba, ruột nhu động ruột. Và thứ tư là thuốc nó ở lâu trong ruột. Bốn yếu tố đó đã làm cho ruột non là nơi hấp thu thuốc thuận lợi nhất. Thuận lợi nhất. Và đặc điểm hấp thu ở ruột non thì sao? Thì các em biết đó, chúng ta có hai cái phương cách mà nó giúp cho thuốc nó vượt qua màng sinh học dễ dàng. Chúng ta có bốn phương cách mà cô Thúy nói với các em. Hai phương cách mà dễ dàng nhất đó là thuốc nó được hấp thu qua màng sinh học, đó là nó khuếch tán qua lớp lipid. Và thuốc mà muốn được khuếch tán qua lớp lipid thì nhớ nghe, thuốc đó nó phải tan trong lipid. Rồi, và cái phương cách thứ hai là có phải là nhờ chất mang không? Cái nhờ chất mang không? Chúng ta có hai phương cách mà hấp thu nó rất là chiếm đa số trong cái phương cách thuốc vượt qua màng tế bào, đó là cách thứ nhất và cách thứ ba. Cách thứ nhất đó là khuếch tán qua lớp lipid, và chất thứ ba, cái cách thứ ba đó là vận chuyển nhờ chất mang. Nhờ chất mang thì chúng ta có levodopa. Levodopa các em có nhớ là thuốc trị gì không các em? Levodopa là thuốc trị động kinh nha, thuốc trị động kinh. Và cái thuốc trị động kinh này nó hấp thu qua màng nhờ một cái hệ vận chuyển. Cái hệ vận chuyển đó gọi là hệ phenylalanine. Trên cái màng ruột non á các em, trên cái màng ruột non á, nó có một cái hệ vận chuyển. Và chúng ta đã phát hiện ra cái hệ vận chuyển đó chúng ta gọi là hệ vận chuyển phenylalanine. Cái hệ vận chuyển phenylalanine này nó sẽ vận chuyển levodopa. Levodopa cô Thúy xin nhắc lại, đó là thuốc trị động kinh. Rồi, và sắt 2 thì sắt 2 nó được vận chuyển nhờ một cái chất mang trên màng họng tràng. Đây nè, trên đây cái màng họng tràng đây nè. Đây là họng tràng, và trên cái họng tràng á thì nó có cái chất mang, và chất mang đó thì nó giúp cho hấp thu, nó giúp cho vận chuyển sắt 2 qua màng ruột non. Còn canxi
thì nó lại được vận chuyển nhờ một cái chất mang, mà chất mang đó phụ thuộc vào vitamin A ha. Vậy thì cô chú xin nhắc lại, nhờ chất mang nè, levodopa là nó nhờ chất mang là phenylalanin, sắt hai là nhờ chất mang nó nằm ở cái họng tràng khu vực này nè, còn canxi thì nó được vận chuyển nhờ chất mang phụ thuộc vitamin A ha. Và chúng ta sẽ có một cái biểu đồ, chúng ta có một cái đồ thị để so sánh cho các em. Thì cái sơ đồ này, cái đồ thị này các em thấy nè, chúng ta có cái trục hoành là biểu diện thời gian tính theo phút, và cái trục cung á là biểu diện phần trăm thuốc chưa hấp thu nghe các em, thuốc chưa hấp thu. Thì ở dạ dày nè, ở dạ dày là cái con đường biểu thị nè, và đây là cái đường biểu thị phần trăm thuốc chưa hấp thu ở ruột non. Thì các em sẽ thấy phần trăm thuốc chưa được hấp thu ở ruột non ít hơn ở dạ dày, thấy không? Ví dụ như cùng một cái thời điểm là 40 phút đi, các em nhìn nè, cùng một cái thời điểm 40 phút thì phần trăm thuốc chưa được hấp thu ở ruột non có tới đây, tức là chưa tới 20%, chưa tới 20%. Nhưng mà ở thời điểm 40 phút, ở thời điểm 40 phút cô Thúy giống lên đây, cô Thúy giống lên đây, nó cắt cái đường dạ dày ngay tại đây nè, thì cái phần trăm thuốc chưa được hấp thu, cái phần trăm thuốc chưa được hấp thu ở dạ dày nó có thể lên tới 50%. Do đó đây là phần trăm thuốc chưa được hấp thu, và ở dạ dày thì phần trăm thuốc chưa được hấp thu ở dạ dày nhiều hơn ở ruột non. Thì cái đồ thị này nó minh họa để nói lên cái gì? Sự hấp thu thuốc ở ruột non là nhiều hơn ở dạ dày. Vì sao? Vì diện tích tiếp xúc ở ruột non lớn, vì lưu lượng máu tới ruột non nhiều, vì thời gian thuốc ở ruột non lâu, và vì nhu động ở ruột non giúp phân tán thuốc. Vì các lý do đó nó làm cho sự hấp thu thuốc ở ruột non nhiều hơn ở dạ dày. Vậy thì chúng ta xét tới các yếu tố ảnh hưởng tới đường uống. Các yếu tố ảnh hưởng tới đường uống đó là yếu tố gì? Yếu tố thứ nhất là thức ăn nó có ảnh hưởng tới tương tác thuốc. Thức ăn nó có ảnh hưởng tới tương tác với thuốc, đó là nó có thể làm tăng hấp thu thuốc. Tăng hấp thu thuốc ví dụ như là dicumarone. Dicumarone là thuốc chống đông máu nghe các em, là thuốc chống đông máu. Và dicumarone, cái sự hấp thu dicumarone sẽ tăng hấp thu khi có thức ăn. Vậy thì mình biết dicumarone là tăng hấp thu khi có thức ăn. Vậy thì các em ơi, mình uống dicumarone sau ăn hay trước ăn? Mình uống sau ăn hay trước ăn các em? Dicumarone, học bài với cô Thúy nè. Dicumarone. Các em ơi, các em có thấy slide không các em? Bây giờ cô Thúy thấy các em nhắn tin cho cô Thúy là không thấy slide. Vậy thì bây giờ cô Thúy hỏi mấy em này, bây giờ các em đã thấy slide? Thấy slide chưa mấy em? Các em ơi, có thấy slide không? Cô Thúy thấy, cô Thúy có share mà, cô Thúy có share màn hình. Cô Thúy có share màn hình. Cho cô Thúy hỏi nè. Em nào bật mic lên nói cho cô biết đi, các em có thấy màn hình không? Có ha. Rồi. Rồi, có thấy. Thì mấy em, dicumarone là tăng hấp thu khi có thức ăn. Tăng hấp thu khi có thức ăn, do đó mấy bạn này là trả lời đúng nè. Mấy bạn này trả lời đúng nè. Nhớ lọc lừa ra trả lời đúng để cho điểm cho cô Thúy nha Phi ơi. Các bạn trả lời đúng, đó là câu trả lời là gì? Sau ăn. Tại sao vậy? Sau ăn, hoặc là các em trả lời giữa bữa ăn, đúng không? Đúng chứ. Vì sao? Đứng uống trước ăn, vì sao? Vì mà mình uống sau ăn á, thì trong dạ dày mình nó sẽ đầy thức ăn. Mình uống giữa bữa ăn thì trong dạ dày mình cũng có thức ăn. Và khi mà mình uống sau ăn thì trong dạ dày mình có thức ăn, thì cái dicumarone này nó sẽ tăng hấp thu. Do đó dicumarone là chúng ta uống sau ăn nghe. Sau ăn nghe các em. Còn ampicillin thì sao? Giảm hấp thu ampicillin. Ampicillin sẽ giảm hấp thu khi có mặt thức ăn. Và khi có mặt thức ăn thì chúng ta nên uống ampicillin lúc bụng đói. Và các em ơi, nếu bụng đói thì cô Thúy hỏi nè, 12 giờ mình ăn trưa thì 12 giờ kém 15 là bụng đói. Nhưng mà mình uống vào thời điểm nào là tốt? Mình phải uống bụng đói. Bụng đói là thời điểm nào là tốt? Thì nhớ câu này cho cô Thúy nghe. Bụng đói là uống vào lúc nào? 1 giờ trước ăn hoặc 2 giờ sau ăn.
nha. Và do đó thức ăn nó ảnh hưởng tới sự tương tác thuốc. Ví dụ tăng hấp thu thuốc như đi cumarone thì đi cumarone phải uống sau ăn. Giảm hấp thu như ampicillin nó sẽ bị giảm hấp thu bởi thức ăn. Ampicillin nó sẽ bị giảm hấp thu bởi thức ăn. Do đó chúng ta phải uống ampicillin lúc bụng đói. Bụng đói là sao? 1 giờ trước ăn hay 2 giờ sau ăn. Thứ ba, chậm hấp thu. Chậm hấp thu như là aspirin. Thì các em ơi, các em làm quen với cô Thúy cái cặp từ này này. Nhanh hay chậm là nói tới tốc độ. Nhanh hay chậm nói tới tốc độ, còn nhiều hay ít là nói tới mức độ. Cô Thúy xin nhắc lại nè. Nhanh hay chậm là nói tới tốc độ, nhiều hay ít là nói tới mức độ. Ví dụ các em chạy xe Honda, các em chạy vận tốc 30 cây số một giờ. Bạn khác chạy xe Honda sợ chạy vận tốc 20 cây số một giờ. Như vậy chúng ta nói bạn đó, bạn đi mà 30 cây số nhanh hơn bạn đi 20 cây số một giờ. Cái đó là mình nói nhanh hay chậm. Còn thì như vậy aspirin nó làm chậm hấp thu khi có mặt của thức ăn, thì chúng ta nói là aspirin bị chậm hấp thu, tức là nhanh hay chậm đó. Còn tăng hay là giảm ở trên này tức là nói tới lượng hấp thu, nhớ à, lượng hấp thu. Rồi một chuyện thứ hai đó là nhu động qua dạ dày. Nhu động qua dạ dày thì các em sẽ thấy có những trường hợp, ví dụ giảm nhu động ruột. Giảm nhu động ruột, một số bệnh nó làm giảm nhu động ruột như là bị migraine. Migraine là đau nửa đầu á các em, đau nửa đầu á, hoặc là đái tháo đường. Bệnh nhân bị migraine hoặc là đái tháo đường, những cái bệnh lý đó nó làm giảm nhu động ruột. Hoặc là các thuốc kháng muscarin, các thuốc kháng muscarin, ví dụ như là thuốc này này các em, có nhớ atropine không? Thuốc atropine mình sẽ học trong cái cô Thúy mới nhắn tin cho các em á. Cô Thúy mới nhắn tin cho các em á, thì các em ơi, cái atropine á là thuốc chúng ta gọi là thuốc kháng muscarin, thì nó làm giảm nhu động ruột ha, và giảm nhu động ruột nên nó sẽ làm chậm hấp thu thuốc, nhớ ha, giảm nhu động ruột thì nó sẽ làm chậm hấp thu thuốc. Rồi vậy thì tăng nhu động ruột như là thuốc metoclopramide. Các em ơi, metoclopramide các em nhớ biệt dược của nó là gì không? Nhớ biệt dược nó là gì không các em? Metoclopramide biệt dược của nó là gì mấy em? Và primerang à? À đúng rồi, metoclopramide là primerang. À, Ngọc Thúy, primerang Kiều Tâm, Phi ơi nhớ ghi nhận lại các bạn này cho cô Thúy ha. Metoclopramide là primerang, là chỉ định trong trường hợp nào các em? Chỉ định trong trường hợp nào các em? Khi nào? À đúng rồi, chống nôn, đúng rồi. Mà cái primerang đó vì sao nó chống nôn các em? Vì sao nó chống nôn? Vì nó sẽ làm tăng nhu động. Mà khi tăng nhu động thì sao? Nó đẩy thuốc từ dạ dày xuống ruột non. Nó đẩy thuốc từ dạ dày xuống ruột non nhanh hơn. Và các em biết nghe, khi mà mình nôn á là thức ăn dạ dày nó mới nôn. Còn thức ăn mà xuống ruột non rồi thì nó khó mà nôn ra lắm. Do đó cái primerang á là cái biệt dược của cái metoclopramide, thì cái nó sẽ đẩy cái thức ăn từ dạ dày xuống ruột non lâu hơn, nhanh hơn. Bao nhiêu thức ăn ở dạ dày nó đổ xuống ruột non, và khi mà xuống ruột non á thì bệnh nhân thì chúng ta khó nôn ra. Vì vậy metoclopramide là thuốc chống nôn. Thì như vậy là các em sẽ thấy metoclopramide này nó làm tăng nhu động phải không? Và khi nó tăng nhu động thì nó làm sao? Nó cũng sẽ làm tăng hấp thu thuốc. Nó cũng sẽ làm tăng hấp thu thuốc nha. Do đó cô Thúy xin nhắc lại nè, giảm nhu động thì nó làm giảm hấp thu thuốc, tăng nhu động thì nó sẽ làm tăng hấp thu thuốc. Nhưng mà các em ơi, nó sẽ làm tăng hấp thu thuốc, nhưng mà các em ơi, đối với bệnh nhân tiêu chảy thì sao ha? Đối với bệnh nhân tiêu chảy thì sao? Tăng nhu động ruột quá mạnh. Mà khi tăng nhu động ruột quá mạnh thì nó làm tăng hay giảm hấp thu thuốc nè. Theo lý mà nói, mình nói là tăng nhu động ruột là tăng hấp thu thuốc phải không? Theo lý mà nói thì mình nói tăng nhu động ruột
là tăng hấp thu thuốc. Nhưng mà bây giờ cô Thúy đặt vấn đề, đối với những bệnh nhân bị tiêu chảy là cái nhu động ruột nó quá mạnh, thì trong trường hợp bệnh nhân bị tiêu chảy mà mình dùng thuốc là thuốc sẽ giảm hấp thu hay thuốc làm tăng hấp thu? Các em suy nghĩ vấn đề này giùm cho cô Thúy đi. Bây giờ cô Thúy nhắc lại nha, nhu động qua dạ dày nè, giảm nhu động ruột thì giảm hấp thu thuốc, tăng nhu động ruột thì là tăng hấp thu thuốc. Nhưng mà đối với một số bệnh lý như là tiêu chảy, cái nhu động ruột quá mạnh đi thì nó sẽ gây giảm hấp thu thuốc hay tăng hấp thu thuốc các em? Giảm hấp thu thuốc hay tăng hấp thu thuốc? Theo các em suy nghĩ giùm cô ha. Và cô Thúy trả lời nè, đối với một số bệnh lý như tiêu chảy á, khi mà tăng nhu động ruột quá mạnh thì nó cũng làm giảm hấp thu thuốc nha. Vì sao này, cô Thúy nhắc lại nè, một số bệnh lý hoặc là thuốc nó làm giảm nhu động ruột thì nó làm giảm hấp thu thuốc. Một số thuốc nó làm tăng nhu động ruột như là metoclopramide thì nó sẽ làm tăng hấp thu thuốc. Nhưng một số bệnh lý như là tiêu chảy, nhu động ruột quá mạnh thì nó làm giảm hấp thu thuốc. Vì sao? Các em tưởng tượng nha, các em tưởng tượng cái nhu động ruột thuốc quá, cái nhu động ruột quá mạnh thì sao? Nó co bóp quá mạnh và làm cho thuốc nó tiếp xúc với niêm mạc ruột á các em. Do nó co bóp quá mạnh đi, thời gian thuốc nó tiếp xúc với niêm mạc ruột lâu hay mau? Các em tưởng tượng, bây giờ cô Thúy chỉ cho các em tưởng tượng này. Các em biết cái máy giặt cửa trước không? Cái máy giặt cửa trước á, đừng có tưởng tượng cái máy giặt cửa trên, cửa trước á. Và khi mà các em thấy cái lồng giặt mà nó xoay á, cái lồng giặt mà nó xoay á, thì tưởng tượng thuốc mình nó nằm trong ruột nó giống vậy. Mà khi cái lồng giặt mà nó xoay nhanh quá, khi cái lồng giặt nó xoay nhanh quá thì sao? Thì các em ơi, cái áo quần hoặc là cái viên thuốc của mình á, nó tiếp xúc với cái niêm mạc ruột nó xoay nhanh mà, do đó cái thuốc nó tiếp xúc với niêm mạc ruột á thì nó nhanh quá đi, do đó thuốc nó tiếp xúc với niêm mạc ruột ngắn. Mà khi thuốc nó tiếp xúc với niêm mạc ruột ngắn thì thuốc nó lại giảm hấp thu. Do đó cô Thúy xin nhắc nha, bây giờ cuối cùng cô Thúy kết luận một câu này, nhu động qua dạ dày, nhu động qua ruột này, thì khi giảm nhu động ruột thì giảm hấp thu thuốc, tăng nhu động ruột thì tăng hấp thu thuốc. Nhưng nếu những trường hợp nhu động ruột tăng quá mạnh như trong trường hợp bệnh nhân bị tiêu chảy, thì nhu động ruột tăng quá mạnh làm cho thời gian thuốc tiếp xúc với nhu động ruột ít, thì trong trường hợp đó sẽ làm giảm hấp thu thuốc. Rồi, yếu tố thứ ba ảnh hưởng tới đường uống đó là tính chất lý hóa của chế phẩm. Tính chất lý hóa của chế phẩm, chúng ta có một số chế phẩm phóng thích thay đổi. Ví dụ như các em có biết cái viên nifedipine không? Các em có biết cái viên nifedipine không? Cái viên nifedipine là cái viên nifedipine là các em và nó, cái viên nifedipine á là cái chế phẩm nó phóng thích thuốc thay đổi á, và cái nifedipine á là tác dụng kéo dài, ngày dùng một lần thôi. Và khi mà dùng tác dụng kéo dài ngày dùng một lần á, nó giữ cái nồng độ thuốc ổn định và nó sẽ làm giảm cái tác dụng phụ như là chứng đỏ bừng ha. Thì đó là tính chất lý hóa của chế phẩm, nó sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc. Rồi kích thước hạt này là hạt ở trong cái chế phẩm thuốc đó, thì các em biết không, cái kích thước hạt to hay nhỏ nó cũng ảnh hưởng tới cái sự hấp thu thuốc. Mà khi ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc thì nó cũng ảnh hưởng tới sự chế và cái sự hấp thu nồng độ thuốc trong máu. Và cái công thức thuốc á, cái công thức thuốc thì nó ảnh hưởng tới cái hấp thu thuốc, vì nó quyết định cái khả năng tan rã của thuốc. Cái khả năng tan rã của thuốc, ví dụ như mấy em thấy này, chúng ta có những cái thuốc mà ví dụ như là trong cái công thức thuốc mà thuốc đó nó làm cho nó phóng thích hoạt chất nhanh á, thì nó sẽ làm cho thuốc nó có tác dụng nhanh hơn. Chứ có nhiều khi cái công thức thuốc cũng là cái thuốc đó, cũng là hoạt chất đó, cũng là hàm lượng đó,
nhưng mà vào trong ruột á, vào trong đường tiêu hóa đó, thì cái tá dược nó cứ ôm khư khư hoạt chất, tá dược nó ôm khư khư hoạt chất, nó không có chịu giải phóng ra. Trong cái công thức thuốc đó là cái tá dược nó ôm khư khư hoạt chất, nó không giải phóng ra, là cũng ảnh hưởng tới cái sự hấp thu thuốc và ảnh hưởng tới nồng độ thuốc trong máu. Rồi, như vậy cô Thúy nói chúng ta có năm tính chất ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc qua đường uống, đó là gì? Thức ăn. Thứ hai, nhu động qua dạ dày. Thứ ba, tính chất lý hóa của chế phẩm. Và thứ tư là kích thước hạt, công thức thuốc. Và yếu tố thứ năm là tốc độ làm rộng dạ dày. Tốc độ làm rộng dạ dày là như vậy nè mấy em. Tốc độ làm rộng dạ dày nghĩa là cái thời gian để thuốc nó chuyển từ dạ dày xuống ruột non lâu hay mau. Tại vì so sánh hai nơi dạ dày với ruột non thì ruột non là hấp thu thuốc tốt hơn vì các lý do. Cô Thúy ôn bài lại cho mấy em nè. Ruột non hấp thu thuốc tốt hơn vì sao? Tốt hơn ở dạ dày vì sao? Một, diện tích tiếp xúc lớn. Hai, lưu lượng máu tới ruột non nhiều. Ba, thời gian thuốc ở ruột non lâu. Thứ tư, nhu động ruột giúp phân tán thuốc. Vì vậy, đối với cái thời gian từ cái sự hấp thu thuốc ở ruột non á, thì nó nhiều hơn ở dạ dày, nó thường lợi hơn ở dạ dày. Vậy thì thời gian làm rộng dạ dày nghĩa là thuốc nó chuyển từ dạ dày xuống ruột non lâu hay mau, nó sẽ ảnh hưởng tới cái gì? Thứ nhất, nó sẽ làm chậm hấp thu nhưng nó không làm giảm hấp thu. Nó chậm hấp thu có nghĩa là sao? Nếu thuốc nó chuyển xuống ruột non nhanh nghĩa là thời gian làm rộng ngắn. Cô Thúy nhắc lại này, nếu thời gian làm rộng dạ dày ngắn nghĩa là thuốc nó chuyển xuống ruột non nhanh thì nó sẽ làm cho thuốc nó được hấp thu nhanh. Còn cái thời gian làm rộng dạ dày dài, ví dụ như thay vì thuốc ở dạ dày có 30 phút rồi, bây giờ thuốc nó ở dạ dày tới 1 tiếng đồng hồ lận, thì như vậy thuốc nó sẽ chuyển xuống ruột non lâu thì nó sẽ làm chậm hấp thu thuốc. Và vì nó làm chậm hấp thu thuốc, nó sẽ vì vậy cái thời gian làm rộng dạ dày này nó quan trọng đối với các thuốc gì? Nó sẽ quan trọng với các thuốc mà cần khởi phát nhanh. Các quan trọng với các thuốc cần khởi phát nhanh như là thuốc gì? Thuốc ngủ, thuốc giảm đau. Thuốc ngủ với thuốc giảm đau cần khởi phát tác dụng nhanh nha. Ví dụ bệnh nhân mất ngủ tới gặp các em bệnh nhân than phiền: dược sĩ ơi, tôi 12 giờ cũng không ngủ được, 1 giờ cũng không ngủ được, 2 giờ cũng không ngủ được. Bây giờ dược sĩ cho tôi tối nay tôi uống cái viên thuốc gì mà tôi uống vô cái là tôi ngủ liền á. Thì mấy em là dược sĩ, mấy em phải cho thuốc ngủ, mà thuốc ngủ đó nó phải khởi phát tác dụng nhanh. Bệnh nhân họ uống xong chừng cỡ 15 phút sau là bệnh nhân khò, bệnh nhân ngủ liền. Chứ nếu mà bệnh nhân uống xong đồng hồ gọi 10 tiếng cũng không ngủ được, 11 tiếng bệnh nhân cũng không ngủ được, 12 tiếng bệnh nhân cũng không ngủ được, là thế nào bệnh nhân ngày mai cũng ra pharmacy mắng bố dược sĩ, cái dược sĩ cho thuốc kỳ quá. Như vậy các em sẽ dùng những cái thuốc nào? Những thuốc ngủ là những thuốc cần khởi phát nhanh. Bệnh nhân nhổ răng về, răng đau quá, bây giờ cần giảm đau. Cần giảm đau, các em là dược sĩ, các em cho thuốc giảm đau, nó phải khởi phát nhanh. Chứ nếu mà khởi phát chậm, bệnh nhân đau quá, ôm mặt khóc hô, thế nào cái người đầu tiên để mà bệnh nhân phàn nàn là phàn nàn với dược sĩ là các em á. Do đó cô Thúy xin nhắc lại nghe, thời gian làm rộng dạ dày nó sẽ làm chậm hấp thu thuốc. Và vì nó làm chậm hấp thu thuốc cho nên cái thời gian làm rộng dạ dày này nó quan trọng với các thuốc khởi phát nhanh như thuốc ngủ, thuốc giảm đau. Đối với những loại thuốc ngủ, thuốc giảm đau thì các em phải cho thời gian làm rộng dạ dày sao? Ít thôi, thuốc ngắn thôi ha. Và thời gian làm rộng dạ dày nó không làm giảm hấp thu. Không làm giảm hấp thu nghĩa là sao? Nó không làm thay đổi mức độ hấp thu là nhiều hay ít á. Nó chỉ thay đổi tốc độ thôi, chứ nó không thay đổi mức độ. Cô Thúy nói là nó làm thay đổi tốc độ, nghĩa là nó làm nhanh hay chậm, thuốc có tác dụng nhanh hay chậm, chứ không thay đổi mức độ hấp thu, nghĩa là nó không làm thay đổi nhiều hay ít. Mức độ nghĩa là nhiều hay ít. Như vậy, đối với thời gian làm rộng dạ dày, nó chỉ làm chậm hấp thu, nên quan trọng với các thuốc khởi phát nhanh như thuốc ngủ, thuốc giảm đau.
mà nó không làm giảm hấp thụ. À, vậy thì các em, vậy thì cách tốt nhất để làm thu ngắn thời gian làm rộng dạ dày, cách tốt nhất để làm thu ngắn thời gian làm rộng dạ dày thì chúng ta cách tốt nhất để làm gì? Để thu ngắn thời gian làm rộng dạ dày thì chúng ta khuyên bệnh nhân nên uống lúc bụng đói nè, nên uống với nhiều nước nha, và giữ ở tư thế bệnh nhân ở vị trí thẳng đứng. Ở vị trí thẳng đứng nghĩa là chúng ta khuyên bệnh nhân đứng hoặc ngồi, không nằm. Và chúng ta có thể dùng thuốc làm tăng co bóp dạ dày như là metoclopramide hoặc là domperidone. Những cái domperidone hoặc là metoclopramide nó tăng co bóp dạ dày, và sao? Khi mà nó làm tăng co bóp dạ dày thì nó sẽ đẩy thuốc xuống dạ dày nhanh hơn. Xin lỗi, nó sẽ đẩy thuốc từ dạ dày xuống ruột non nhanh hơn. Và khi thuốc nó đẩy từ dạ dày xuống ruột non nhanh hơn, chúng ta gọi là thu ngắn thời gian làm rộng dạ dày. Như vậy chúng ta sẽ có 4 cách thu ngắn thời gian làm rộng dạ dày, đó là gì? 1. Uống thuốc lúc bụng đói. 2. Uống thuốc với nhiều nước để thuốc có rã ra nhanh hơn. 3. Giữ bệnh nhân ở vị trí thẳng đứng. Và 4. Có thể phối hợp với thuốc tăng co bóp dạ dày như là metoclopramide hoặc là domperidone. 2. Trường hợp 2 là chúng ta muốn kéo dài thời gian làm rộng dạ dày. Chúng ta kéo dài thời gian làm rộng dạ dày để chi vậy mấy em? Nhìn vào cái ô slide này cho cô Thúy này. Chúng ta kéo dài thời gian làm rộng dạ dày để chi? Để mà hòa tan tetracycline, procalcifen để làm tăng hấp thụ. Cái tetracycline là nó hòa tan khi nó nằm ở dạ dày. Procalcifen nó cũng hòa tan để mà nó tăng ở dạ dày. Và chúng ta kéo dài thời gian làm rộng dạ dày để chi? Để tetracycline, để procalcifen nó ở dạ dày lâu. Và khi ở dạ dày lâu thì sao? Thì nó hòa tan ra nhiều. Và nó hòa tan ra nhiều thì nó sẽ làm tăng hấp thu nhiều. Vậy thì chúng ta kéo dài thời gian làm rộng dạ dày thì chúng ta uống thuốc lúc nào? Chúng ta uống thuốc lúc bụng no. 2. Giữ bệnh nhân ở vị trí nằm. 3. Dùng chung với các thuốc làm giảm co bóp dạ dày, ví dụ như thuốc kháng muscarin, ví dụ như antacid. Cô Thúy xin lỗi, thuốc kháng muscarin ví dụ như là atropine, hoặc là các thuốc antacid như là nhôm hydroxid, magie hydroxid đó các em, hoặc là narcotic là nhóm thuốc opioid á, thì nó làm giảm cái nhu động ruột. Như vậy ở đây chúng ta nói cái gì? Chúng ta sẽ có 3 phương cách để kéo dài thời gian làm rộng dạ dày. 3 phương cách đó là gì? 1. Bụng no. 2. Chúng ta uống xong chúng ta cho bệnh nhân ở vị trí nằm, nghĩa là nằm đi, ăn uống thuốc xong cái là nằm á. 3. Dùng các thuốc làm giảm co bóp dạ dày, ví dụ như là thuốc kháng muscarin như là atropine, hoặc là antacid, hoặc là narcotic, thì chúng ta kéo dài thời gian làm rộng dạ dày để làm chi? Áp dụng trong một số trường hợp như là tetracycline, procalcifen. Khi kéo dài thời gian làm rộng dạ dày, nghĩa là tetra với là procalcifen ở dạ dày lâu. Ở dạ dày lâu nghĩa là sao? Là nó hòa tan tetra, hòa tan procalcifen và nó sẽ làm tăng hấp thụ. Nhưng mà khi mà chúng ta kéo dài thời gian làm rộng dạ dày á, thì sẽ có một cái ngoại lệ, đó là một số thuốc như là penicillin hoặc là L-DOPA. Thì penicillin hoặc là L-DOPA nó sẽ khi kéo dài thời gian làm rộng dạ dày thì nó ở dạ dày lâu, và ở dạ dày lâu thì penicillin với là L-DOPA nó sẽ bị axit dịch vị phân hủy. Như vậy cô Thúy xin tóm tắt lại cái thời gian làm rộng dạ dày nha. Thời gian làm rộng dạ dày, các em nhớ cho cô Thúy những điểm chủ yếu sau đây. 1. Thời gian làm rộng dạ dày nó chỉ làm chậm hấp thu chứ nó không làm giảm hấp thu. Và vì nó làm chậm hấp thu, do đó thời gian làm rộng dạ dày quan trọng với các thuốc khởi phát nhanh như là thuốc giảm đau, thuốc ngủ. Và thời gian làm rộng dạ dày khi mà chúng ta có một cái ngoại lệ, đó là khi kéo dài thời gian làm rộng dạ dày sẽ làm hư một số thuốc như là penicillin, L-DOPA.
Tuy nhiên, có một số thuốc chúng ta cần kéo dài thời gian làm rộng dạ dày để hòa tan tetracycline, propoxyphen để làm tăng hấp thu thuốc. Vậy thì chúng ta thu ngắn, rút ngắn thời gian làm rộng dạ dày bằng các phương cách sau đây: một, bụng đói; hai, uống nhiều nước; ba, giữ bệnh nhân ở vị trí thẳng đứng; bốn, dùng các thuốc tăng co bóp dạ dày như metoclopramide, domperidone. Ngược lại, chúng ta kéo dài thời gian làm rộng dạ dày trong một số trường hợp như chúng ta uống tetracycline, propoxyphen, thì chúng ta kéo dài thời gian làm rộng dạ dày bằng các phương cách: một, bụng no; hai, giữ bệnh nhân ở vị trí nằm; ba, thuốc giảm co bóp dạ dày như là buscarin, antacid, narcotic. Đó, đó là chúng ta nói về cái thời gian làm rộng dạ dày. Vậy thì các em ơi, chúng ta sẽ có các yếu tố ảnh hưởng đến đường uống. Các yếu tố ảnh hưởng tới đường uống, đó là yếu tố thứ nhất là thức ăn, nó sẽ ảnh hưởng tới tương tác thuốc. Thức ăn nó có thể làm tăng hấp thu một số thuốc, có thể làm giảm hấp thu một số thuốc, hoặc là nó làm chậm hấp thu một số thuốc. Và cô Thúy xin nhắc lại, tăng hấp thu hoặc giảm hấp thu là nói tới mức độ hấp thu. Còn khi chúng ta nói tới chậm hấp thu hay là nhanh hấp thu là chúng ta nói tới tốc độ hấp thu. Yếu tố thứ hai đó là nhu động qua dạ dày. Thì có một số thuốc hoặc là bệnh lý nó làm giảm nhu động ruột thì nó sẽ làm giảm hấp thu thuốc. Một số thuốc nó làm tăng nhu động ruột thì sẽ làm tăng hấp thu thuốc. Tuy nhiên, chúng ta có một điểm mà chúng ta ghi nhớ, đó là trong một số bệnh lý, ví dụ như là tiêu chảy, nó làm tăng nhu động ruột quá mạnh thì nó có thể làm gây một cái hiệu ứng ngược, đó là nó có thể làm giảm hấp thu thuốc. Tính chất thứ ba nó ảnh hưởng tới đường uống, đó là tính chất lý hóa của chế phẩm. Và tính chất thứ tư là kích thước hạt, công thức thuốc. Và tính chất thứ năm đó là tốc độ làm rộng dạ dày. Thì tốc độ làm rộng dạ dày cô Thúy đã phân tích với các em. Tốc độ làm rộng dạ dày thì chúng ta có các phương cách để làm ngắn, thu ngắn tốc độ làm rộng dạ dày và kéo dài thời gian làm rộng dạ dày. Và cái thời gian làm rộng dạ dày này nó chỉ có ý nghĩa, nó chỉ quan trọng với các thuốc khởi phát nhanh như là thuốc giảm đau, thuốc ngủ. Ha. Rồi chúng ta qua cái con đường hấp thu tiếp theo, đó là hấp thu qua niêm mạc ruột già. Thì các em ơi, chúng ta hấp thu qua niêm mạc ruột già thì chúng ta dùng dạng thuốc gì mấy em? Thuốc gì ạ? Nếu mà chúng ta dùng thuốc uống á, thì thuốc nó được hấp thu qua niêm mạc ruột già nó nhiều hơn, ít phải không? Bởi vì sao? Khi mà chúng ta dùng thuốc uống á, thì hầu hết các thuốc nó được hấp thu chủ yếu là ở ruột non. Vậy thì mấy em muốn thuốc mà nó được hấp thu qua niêm mạc ruột già thì mấy em phải dùng dạng này này: thuốc thuộc, thuốc đạm, thuốc rửa. À, thuốc đạm, nhớ thuốc đạm không? Viên suppositor đó. Và khi mà cho vào trực tràng đó thì thuốc nó sẽ được hấp thu qua kịch mạch gì, qua cái hệ thống kịch mạch gì? Thì các em nhìn đây, các em sẽ thấy, nhìn vào đây này, cái hình này nó hơi xấu chút nha. Khi mà chúng ta đặt cái viên thuốc đạm vào trực tràng thì thuốc nó sẽ được hấp thu qua kịch mạch này, qua cái hệ thống kịch mạch trực tràng nha. Và nhìn cái hình này nè, thuốc nó sẽ được hấp thu qua kịch mạch trực tràng dưới này. Kịch mạch trực tràng dưới là cái đoạn này nè các em. Cái kịch mạch trực tràng giữa này là cái đoạn này. Đoạn này là kịch mạch trực tràng dưới. Cái đoạn này là kịch mạch trực tràng giữa. Và cái đoạn này là kịch mạch trực tràng trên. Như vậy khi chúng ta dùng thuốc đạm nha, thuốc đạm đó, thì các em sẽ thấy là khi mà chúng ta dùng thuốc đạm thì thuốc nó sẽ được hấp thu qua này, kịch mạch trực tràng dưới, kịch mạch trực tràng giữa và kịch mạch trực tràng trên. Và nhìn cái hình này, các em lưu ý cho cô Thúy nè, khi mà thuốc được hấp thu qua kịch mạch trực tràng trên là cái đoạn này nè, thì thuốc nó mới đi qua gan, thuốc mới đi qua cái kịch mạch cửa để đi qua gan. Mà khi qua gan là nó sẽ bị một phần gan phá hủy. Còn cái phần thuốc nào mà được hấp thu qua kịch mạch trực tràng dưới, cái đoạn này này các em, hoặc là được hấp thu qua kịch mạch trực tràng giữa là cái đoạn này này, thì nó sẽ đi qua cái kịch mạch chủ dưới. Và khi nó đi qua cái kịch mạch chủ dưới thì thuốc không đi qua gan.
Như vậy qua cái hình này thì các em nhớ cho cô Thúy điều gì? Điều gì? Thuốc mà muốn được hấp thu qua niêm mạc ruột già là chúng ta dùng thuốc theo con đường này nè: thuốc rửa, thuốc thuộc, thuốc đạm. Thuốc đạm này, cô Thúy lấy ví dụ này, Doliprane là thuốc hạ sốt nè, hoặc là Propolox là thuốc trị trì đó mấy em. Thì chúng ta dùng đặc trực tràng. Đặc trực tràng thì thuốc nó sẽ được hấp thu qua tĩnh mạch trực tràng ha. Và tĩnh mạch trực tràng thì tĩnh mạch trực tràng có 3 đoạn nè. Tĩnh mạch trực tràng có 3 đoạn, đó là gì? Tĩnh mạch trực tràng dưới, tĩnh mạch trực tràng giữa và tĩnh mạch trực tràng trên. Và phần thuốc mà được hấp thu qua tĩnh mạch trực tràng trên nó mới đi qua gan này các em, thấy không? Nó đi qua tĩnh mạch cửa để vào gan này. Còn thuốc mà nó được đi qua, được hấp thu ở tĩnh mạch trực tràng dưới và tĩnh mạch trực tràng giữa là không đi qua gan. Và không đi qua gan là không bị hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan. Và như vậy các em sẽ thấy nè, chúng ta so sánh thuốc uống và thuốc đặc trực tràng. Thuốc uống và thuốc đặc trực tràng thì đố các em thuốc nào bị gan phá hủy nhiều hơn? Đố các em. Cô Thúy cho cô Thúy hỏi mẹ nè. Cho cô Thúy hỏi mẹ em, bây giờ em nào bật mic lên nói cho cô Thúy đi. Em nào đặt mic lên, bật mic lên nói cho cô Thúy đi. Chúng ta có thuốc uống với lại là thuốc đạm. Thuốc nào bị gan phá hủy nhiều hơn? Thôi mấy em trả lời đúng rồi đấy. Em nào bật mic lên. Cho cô Thúy hỏi em mới bật mic lên nói là tên gì vậy? Dạ em tên Nguyễn Thị Vàng cô. Vàng ơi, vậy thì Vàng cho cô Thúy hỏi này Vàng. Vàng ơi, vậy thì tại sao thuốc uống nó bị gan phân hủy nhiều hơn vậy? Vì sao vậy? Dạ thì nó qua chuyển hóa qua gan, còn thuốc đặc trực tràng nó cũng qua gan. Đúng rồi mấy em. Ví dụ như thuốc uống á, cô Thúy cảm ơn bà. Lớp trưởng ơi, Phi ơi, em nhớ ghi nhận lại tên của mấy bạn này nghe. Tên của mấy bạn mà nhắn tin cho cô Thúy với lại là ghi nhận lại bạn nữa nè. Là cô Thúy phân tích lại nè. Thuốc uống và thuốc đặc trực tràng thì thuốc uống nó bị gan phá hủy nhiều hơn. Vì sao này? Vì toàn bộ thuốc uống nó đều đi qua cái hệ tĩnh mạch cửa, nhớ không? Cái hệ tĩnh mạch cửa này, nhìn đây này, cái chỗ mà thuốc uống này, oral medication là thuốc uống này, thuốc uống nó sẽ được là hấp thu qua đường tiêu hóa và toàn bộ thuốc uống nó đều đi qua cái hệ portoven, tức là hệ tĩnh mạch cửa đó, và toàn bộ thuốc uống này nó phải chịu cái hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan, giống như 500mg thuốc uống ha. Và khi mà chúng ta uống cái 500mg thuốc uống này thì khi mà nó được hấp thu qua thì toàn bộ cái lượng thuốc uống này nó đều đi qua gan và nó chịu hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan. Nhưng mà khi dùng thuốc đạm thì sao? Khi dùng thuốc đạm thì chỉ có phần thuốc nào nó được hấp thu qua tĩnh mạch trực tràng trên nó mới đi qua tĩnh mạch cửa để đi qua gan. Cô Thúy lấy ví dụ 100mg, cô đi lấy ví dụ 100mg, có 40mg nó được hấp thu qua tĩnh mạch trực tràng dưới, 30mg được hấp thu qua tĩnh mạch trực tràng giữa, 30mg được hấp thu qua tĩnh mạch trực tràng trên, thì chỉ có 30mg này nó mới đi qua tĩnh mạch cửa để nó vào gan và nó chịu hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan. Còn 40mg được hấp thu qua tĩnh mạch trực tràng dưới và 30mg được hấp thu qua tĩnh mạch trực tràng giữa là 70mg, và 70mg này là nó đi qua cái con đường này nè mấy em, đi qua cái con đường tĩnh mạch chủ, mà đi qua con đường tĩnh mạch chủ là nó không qua con đường tĩnh mạch cửa và nó sẽ không chịu hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan. Do đó cô Thúy xin nhắc lại, dạng uống và dạng đặt hoặc là dạng thuốc hấp thu qua niêm mạc ruột già thì dạng uống nó bị gan phá hủy nhiều hơn, còn dạng thuốc đặc hấp thu qua niêm mạc ruột già thì nó sẽ tránh được một phần tác động của gan, ha. Và các em sẽ thấy vì nó tránh được một phần tác động của gan, do đó liều dùng nhỏ hơn liều cho uống. Liều dùng nhỏ hơn liều cho uống thì cô Thúy
cô Thúy minh chứng ngay nè. Các em biết không, cái paracetamol mà dành cho người lớn đó nha, thì cái viên uống mà dành cho người lớn là viên hàm lượng 500 mg, còn viên mà đặt trực tràng mà dành cho người lớn đó nha, thì cái viên đặt trực tràng, cái viên paracetamol á, cái hàm lượng nó chỉ cần 300 mg thôi, chỉ cần 300 mg thôi, trong khi đó cái viên uống á là tới 500, còn viên mà đặt trực tràng mà dành cho người lớn đó nha, là viên para nó chỉ có là 300 mg thôi. Vì vậy dùng cái liều dùng mà dùng theo cái đường đặt trực tràng á, thì liều dùng nhỏ hơn liều cho uống. Và chúng ta dùng cái đường mà hấp thu qua niêm mạc ruột già, tức là thuốc đàng này nè, là tiện lợi là dùng cho những thuốc có mùi vị khó chịu. Mùi vị khó chịu uống nó mệt quá, uống nó nghe hôi quá, nó dễ nôn ra, thì bây giờ mình dùng theo đường niêm mạc ruột già. Hoặc là bệnh nhân nôn mửa, bệnh nhân khô mê không uống được, thì chúng ta dùng theo con đường đặt trực tràng ha. Và thuốc đặt trực tràng á, thuốc có thể có tác dụng toàn thân, thuốc có tác dụng toàn thân như là thuốc ngủ, thuốc hạ nhiệt, hoặc có tác dụng tại chỗ như là thuốc trị trĩ, thuốc trị viêm trực tràng. Thì ở đây cô Thúy đã cho các em cái hình này, ví dụ như Dolipran này nè, cái hoạt chất của nó là paracetamol để hạ sốt, thì như vậy cái viêm này là nó sẽ có tác dụng toàn thân nè, phải không? Còn cái Propofol này là dùng để trị trĩ, trị trĩ thì chúng ta nó sẽ có tác dụng là tại chỗ. Rồi các em ơi, các em nhìn cái hình này, và nếu mà em nào mà học dược chung với cô Thúy á, là cô Thúy có nói cái vấn đề này kỳ lắm nè, thì bây giờ cho cô Thúy hỏi nè, các em ơi, mình có viên thuốc đà, chúng ta đặt đầu bằng hay đầu nhỏ? Cái chuyện này nhiều dược sĩ hay tranh cãi nhau lắm. Và ngay cả bản thân khi mà mình học, cô Thúy cũng nói rõ, các em nhìn cái hình này đi, thì mình đặt đầu bằng hay đầu nhỏ, và đặt đầu bằng hay đầu nhỏ thì đầu nào đúng, và tại vì sao mình đặt đầu đó. Các em nói là em nào bật mic lên nói cho cô Thúy đi. Bây giờ mình không có nhắn tin à, bây giờ cái vấn đề này cần giải thích nè. Bây giờ bạn nào bật mic lên, nhắn là nói cho cô Thúy đi. Rồi cô Thúy. Cô ơi, em nghĩ là sẽ bật đưa cái đầu bằng vô cô. Đúng rồi, bạn ơi, nói đi em. Em nói đi cậu bạn. Nó lúc nào nó cũng khép lại á cô, thì nó sẽ đưa vô cái đầu nhọn, nó sẽ kéo cái thuốc đi vô sâu trong, không bị tụt lại. Nhưng mà bạn ơi, em đặt cái đầu nhọn á để cho nó dễ vô chứ. Nhưng mà cô, em nói cái đầu bằng là cô biết đồng ý á. Cái hậu môn mà lúc nào nó cũng là khép lại á cô. Nó khép lại nó chứ nó không có ấy á, cho nên là nó sẽ kéo những thuốc đi vô. Khi mình đưa cái đầu bự vô trước rồi thì cái đầu nhỏ nó sẽ dễ vô. Đúng rồi đó, nhưng mà em giải thích đúng rồi đó. Phi nhớ ghi nhận lại, Phi nhớ ghi nhận lại Nhật Bản tin nhắn mà đầu bằng đó nghe Phi ơi, với lại là ghi nhận lại cho bạn Vàng đó. Thì Vàng trả lời đúng rồi đó, nhưng mà cô Phi giải thích như thế này cho các em hiểu rõ hơn nè. Nè, cái chỗ này mà người ta gạch chéo nghĩa là sai, nghĩa là đặt cái đầu nhọn vô là sai nghe. Các em phải đặt cái đầu bằng này. Vì sao vậy? Mình hay nói rằng mà các bậc làm cha làm mẹ khi mà đặt cái viên thuốc đàng á, thì hay cho con mình, ví dụ như con mình nó sốt á, mình đặt cái viên thuốc đàng, mình nói trời ơi hậu môn của đứa bé có chút xíu à, bây giờ mình phải đặt cái đầu nhọn chứ. Nhưng mà nhớ nghe các em, đầu nhọn là sai đó. Vì sao sai thì nghe cô Thúy giải thích nè. Sai là vậy nè, cái cơ ở hậu môn á là cơ vòng. Khi các em đặt cái đầu bằng vô á, là đầu bằng vô trước và cái đầu nhọn nó sau, phải không? Và khi mà các em đặt cái đầu bằng vô á, thì cơ vòng hậu môn nó sẽ co bóp lại. Và khi nó co bóp lại thì cái đầu nhọn nó vô sau á, thì nó sẽ giữ yên cái viên thuốc ở trong cái trực tràng. Còn nếu mà các em đặt cái đầu nhọn vô á, trước á, thì cái đầu bằng nó vô sau. Và các em biết không, là cái cơ vòng hậu môn nó co bóp và làm cho cái viên thuốc nó tuột ra, nó dễ tuột ra. Do đó cô Thúy xin nhắc nè, mình là dược sĩ, mình phải đặt viên thuốc cho đúng nha. Và khi mà các em bán thuốc đặt cho bệnh nhân, các em phải dặn nè, anh ơi, chị ơi, cô ơi, bác ơi, nhớ đặt cái đầu bằng vô nè. Vì sao nè? Vì khi đặt đầu bằng vô, đầu nhọn nó vô sau, thì cái cơ vòng hậu môn nó co bóp và nó sẽ giữ cái viên thuốc ở trong cái hậu môn. Và khi giữ cái viên thuốc ở trong hậu môn như vậy, nhiệt độ cơ thể mình là 37 độ C, nó làm cho cái viên thuốc này nó tan ra, nó phóng thích hoạt chất. Và phóng thích hoạt chất thì sao? Cái viên thuốc nó nằm yên trong đó, nó không có tuột ra. Để chi? Nó tan ra, nó phóng thích hoạt chất. Và
hoạt chất đó, nếu nó đi lên, nó được hấp thu qua tịnh mạch trực tràng trên thì nó vô gan, còn nó hấp thu qua tịnh mạch trực tràng giữa và dưới thì nó không qua vô gan mà nó sẽ đi vào hệ tịnh mạch chủ. Và do đó một lần nữa cô Thúy xin nhắc lại, đó là đặt viên thuốc đang là phải đặt đầu bằng, không đặt đầu nhọn nghe các em, không đặt đầu nhọn. Rồi, như vậy chúng ta đã nói xong cái hấp thu thuốc qua đường tiêu hóa. Và bây giờ trước khi qua cái phần tiếp theo là hấp thu thuốc qua đường hô hấp, cô Thúy xin tóm tắt lại. Hấp thu thuốc qua đường tiêu hóa thì chúng ta nói ở những nơi này này các em. Hấp thu thuốc qua đường tiêu hóa thì chúng ta ở nói những ở nơi này này. Lưỡi là một, hấp thu qua niêm mạc lưỡi là một. Thứ hai là ở dạ dày. Thứ ba là ở ruột non. Và thứ tư là ở ruột già. Nhớ ha, hấp thu qua đường tiêu hóa. Cô Thúy xin tổng kết này là phần này là phần quan trọng phải nhớ này các em. Hấp thu thuốc qua đường tiêu hóa là bốn nơi này các em phải nhớ. Đó là nơi nào? Một, niêm mạc lưỡi. Hai là dạ dày. Ba là ruột non. Và bốn là ruột già. Nếu các em cho bệnh nhân dùng thuốc theo đường uống thì bốn nơi đó, nơi nào là thuốc được hấp thu nhiều nhất thì phải trả lời cho cô Thúy, ruột non là nơi thuốc hấp thu thuốc nhiều nhất. Vì sao? Một, diện tích tiếp xúc rộng. Hai, lưu lượng máu tới ruột non cao. Ba, thời gian thuốc ở ruột non, lưu ở ruột non lâu. Và bốn là nhu động ruột giúp phân tán thuốc. Bốn đặc điểm đó làm cho khi chúng ta dùng thuốc theo đường uống thì thuốc hấp thu ở ruột non nhiều nhất trong bốn vị trí đó. Còn khi mà các em muốn thuốc hấp thu ở niêm mạc lưỡi thì các em phải dùng viên ngậm. Và ngậm ở đây là ngậm dưới lưỡi. Vì sao chúng ta ngậm dưới lưỡi? Để chi? Để giữ thuốc có thời gian nó tan ra từ từ. Và thuốc nó sẽ được hấp thu qua niêm mạc lưỡi, qua niêm mạc sàn miệng, niêm mạc mặt trong hai má. Và thuốc nó sẽ đi vào tịnh mạch cổ phía trong rồi đi thẳng vào hệ đại tuần hoàn mà không qua gan. Rồi, vậy thì nếu mà khi dùng thuốc uống thì thuốc nó được hấp thu ở dạ dày nhiều hơn, ít hơn ruột non. Ít hơn ruột non là vì sao? Là vì ở dạ dày có diện tích tiếp xúc nhỏ, chỉ có một mét vuông thôi. Và thời gian ở thuốc ở dạ dày thì nó không có lâu bằng ở ruột non. Rồi máu nó tới dạ dày, nó chỉ có 150ml máu tới ở dạ dày, nó thấp hơn ở ruột non là tới 1 lít máu tới dạ, tới ruột non trong vòng 1 phút. Do đó so sánh theo 4 nơi, ruột non, dạ dày, niêm mạc miệng và ruột già thì khi dùng theo đường uống, ruột non là nơi hấp thu tốt nhất. Vậy thì khi dùng theo đường uống thì cái sự hấp thu thuốc ở ruột già nhiều không? Ít lắm các em, vì sao? Vì đại đa phần thuốc đạt được hấp thu hết ở ruột non rồi, nó xuống ruột già ít lắm. Vậy thì thuốc mà muốn được hấp thu qua ruột già thì các em phải dùng theo đường nào? Thuốc đạm, thuốc thuộc, phải không? Thuốc thuộc, thuốc đạm. Vậy thì khi dùng thuốc đạm thì các em thấy thuốc nó sẽ được hấp thu qua đâu? Qua tịnh mạch trực tràng. Và nhớ, tịnh mạch trực tràng là có 3 đoạn: tịnh mạch trực tràng giữa, tịnh mạch trực tràng dưới, tịnh mạch trực tràng giữa và tịnh mạch trực tràng trên. Phần thuốc nào được hấp thu qua tịnh mạch trực tràng dưới và giữa là không qua gan, đi vào thẳng tịnh mạch chủ mà không qua gan. Còn thuốc nó được hấp thu qua tịnh mạch trực tràng trên là nó mới đi qua gan. Và khi đi qua gan thì nó mới chịu hiệu ứng vượt qua lần đầu ở gan. Do đó nhớ cho cô nha, khi mà thuốc được hấp thu qua niêm mạc ruột già thì chúng ta muốn được hấp thu qua niêm mạc ruột già thì chúng ta phải dùng thuốc rửa, thuốc thuộc, thuốc đạm. Và thuốc nó sẽ tránh được một phần tác động của gan. Liều dùng nhỏ hơn liều cho uống. Nó tiền lời đối với các thuốc nào? Nó tiền lời đối với các thuốc có mùi vị khó chịu, bệnh nhân nôn mửa, bệnh nhân hôn mê. Và chúng ta dùng thuốc được hấp thu qua niêm mạc ruột già, nó sẽ có tác dụng toàn thân như là thuốc ngủ, thuốc hạ nhiệt, hoặc là nó có tác dụng tại chỗ như là thuốc trị trĩ hoặc là thuốc trị viêm trực tràng. Các em ha.
Như vậy cô Thúy đã tổng kết cho các em, chúng ta có thuốc hấp thu qua da, chúng ta thuốc có thuốc hấp thu qua đường tiêu hóa, thì thuốc hấp thu qua đường tiêu hóa là nhớ là ở niêm mạc lưỡi, ở dạ dày, ở ruột non và ở ruột già. Chúng ta qua con đường thứ ba là hấp thu thuốc qua đường hô hấp, thì thuốc qua hấp thu thuốc qua đường hô hấp là các em thấy là mình có dạng hít phải không, hoặc là mình có dạng khí dung. Ví dụ như cái cô này, cô dùng cái ống hộp thuốc xịt này, nó xịt vào miệng và chúng ta gọi cái dạng này là dạng khí dung. Vậy thì chúng ta dùng thuốc qua đường mũi họng như là thuốc gì? Ví dụ như là mình sổ mũi, nghẹt mũi đó, mình nhỏ cái chai Sinex hoặc là cái chai Nasolin để mà thuốc có tác dụng tại chỗ, như là các thuốc sát trùng tại chỗ, hay là các thuốc tác dụng gây co mạch trị nghẹt mũi như là thuốc cô Thúy nói với mấy em, như là cái chai Nasolin hoặc là chai Sinex đó ha. Hoặc là chúng ta dùng đường mũi họng qua để mà thay thế đường uống, ví dụ như là insulin, hoặc là các thuốc loại protein, ví dụ như là các em thấy mình có cái dạng insulin mà dạng hít á, insulin dạng hít, hoặc là các em biết cái chai cái calcitonin, calcitonin mà trị gãy xương ở phụ nữ sau mãn kinh á, cũng dạng có cái dạng xịt vào mũi đó, là các cái thuốc mà dùng qua đường mũi họng. Là bởi vì sao? Bởi vì insulin á, nó bị phân hủy dùng khi được uống nè. Hoặc là cái calcitonin cô Thúy mới giới thiệu với các em á, bản chất nó là polypeptide, bản chất nó là thuốc loại protein, nó bị hủy theo đường uống. Do đó chúng ta dùng cái insulin hoặc là cái calcitonin để mà dùng theo đường mũi họng. Thì cô Thúy nhắn tin cho các em cái loại dược phẩm là calcitonin nha. Calcitonin này là chúng ta dùng để điều trị loạn xương, phụ nữ mới bị gãy xương, ở phụ nữ sau mãn kinh á, thì cái calcitonin này các em biết không, nó cũng giống như insulin vậy, nó bị hủy khi dùng theo đường uống. Do đó chúng ta có thể dùng theo đường mũi họng. Thứ hai nữa là chúng ta có thể dùng các cái thuốc hen suyễn, dùng theo đường khí quản phế nang, giống như hình cái cô này này, cô xịt cái thuốc này. Và các thuốc mà được hấp thu qua đường này á, thì thuốc nó phải ở dạng gì? Một là dạng hơi, hai là dạng lọc, nhưng mà dạng lọc đó thì phải là dạng lọc dễ bay hơi. Như vậy các thuốc mà được hấp thu qua đường này là phải ở dạng hơi hoặc là dạng dễ bay hơi, như là thuốc mê bay hơi này, hoặc là tinh dầu này, các em thấy người ta xông mấy loại tinh dầu đó, hoặc là các chất lọc và khí dung này. Và sau khi tiếp xúc với niêm mạc bộ máy hô hấp thì thuốc nó đi vào hệ tiền tuần hoàn mà không bị gan phân hủy. Và thông thường mà người ta dùng cái liều dùng theo cái đường khí quản phế nang này này, thì liều dùng nó khoảng liều tim dưới da. Và ưu điểm của cái đường hấp thu qua đường hô hấp này là điều chỉnh được liều dùng, các em ha, điều chỉnh được liều dùng. Ví dụ như cái dạng xịt này này, chúng ta xịt một nhát, hai nhát, và một nhát như vậy thì nó đưa vào bao nhiêu microgram thuốc thì chúng ta điều chỉnh được cái liều dùng. Thứ hai, thuốc mà được hấp thu qua đường này á, là nhanh hay chậm thì nhanh. Thứ ba là thuốc nó tập trung tại nơi tác dụng. Ví dụ như chúng ta dùng các thuốc xịt hen suyễn thì thuốc nó sẽ tập trung ở đường khí phế quản, phế phổi, và do thuốc nó tập trung tại nơi tác dụng thì nó sẽ làm giảm tác dụng phụ của thuốc khi chúng ta dùng theo đường toàn thân. Như vậy nói tóm lại, hấp thu qua đường hô hấp chúng ta có thể hấp thu qua đường mũi họng hoặc là hấp thu qua đường khí quản phế nang, và thuốc mà dùng theo đường này thì thuốc nó phải ở dạng hơi hay dạng dễ bay hơi, như là thuốc mê bay hơi hoặc là tinh dầu hoặc là chất lọc dạng khí dung ngay các em. Và sau khi mà thuốc tiếp xúc qua niêm mạc bộ máy hô hấp thì thuốc nó đi vào hệ tiểu tuần hoàn và không bị gan phân hủy. Rồi, chúng ta đi qua đường thứ ba, thì đường thứ nhất là đường qua da ngay các em, và thứ hai là hấp thu qua đường tiêu hóa, thứ ba là hấp thu qua đường tiêm. Và đường hấp thu qua đường tiêm á, thì chúng ta có đường tiêm gì? Thì mấy em, chúng ta sẽ có đường tiêm nè, chúng ta sẽ có đường tiêm này, nhìn đây này các em, chúng ta có intramuscular, đó là tiêm gì ạ? Tiêm gì ạ? Rồi chúng ta sẽ có tiêm, chúng ta sẽ có các đường này, chúng ta sẽ có đường là
intradermal này, intravenous này, subcutaneous này, hoặc là intramuscular. Thế thì chúng ta sẽ có các đường tiêm gì ạ? Chúng ta sẽ có đường tiêm, ví dụ như là mình nói là đường tiêm động mạch. Đường tiêm động mạch, cô Thúy nhắn cho các em nha. Đường tiêm động mạch thì chúng ta có đường IA. Đường IA, đường tiêm động mạch đó nha. Đường tiêm IV là đường tiêm tĩnh mạch. Đường SC, SC là đường tiêm dưới da. Đường IM là tiêm bắp. Tiêm bắp hay mình còn gọi là tiêm bắp hay mình còn gọi là tiêm thịt á. Rồi mình có đường tiêm ID. ID là tiêm trong da nghe các em. Trong da. Và đường IP. IP là đường tiêm phúc mô. Phúc mô nghe các em. Cô Thúy xin nhắc lại nè. IA là tiêm động mạch, IV là tiêm tĩnh mạch, SC là tiêm dưới da, IM là tiêm bắp. Tiêm bắp hay mình gọi là tiêm thịt á. ID là tiêm trong da và IP là tiêm phúc mô. Vậy thì các em ơi, chúng ta có cái đặc điểm hấp thu đó là khuếch tán thụ động. Khuếch tán thụ động là sao? Là do chênh lệch nồng độ. Chênh lệch nồng độ là sao? Là thuốc nó sẽ đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Ví dụ như khi mà các em tiêm bắp đi, thì ngay cái bắp thịt á là nồng độ thuốc đó là cao phải không? Thì nó sẽ đi vào máu, tức là nó sẽ di chuyển theo bậc thang nồng độ, theo cái chênh lệch nồng độ, tức là thuốc nó sẽ đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Thứ hai, một cái đặc điểm hấp thu thứ hai đó là khuếch tán qua lộ mao mạch. Khuếch tán qua lộ mao mạch thì các em, cô Thúy nhắc cho các em nhớ nè, bốn phương cách để vượt qua màng tế bào là gì? Hấp thu qua lớp lipid, khuếch tán qua lớp lipid. Thứ hai là khuếch tán qua lỗ. Thứ ba là khuếch tán nhờ chất mang. Và thứ tư là sự ẩm bào. Và khi mà tiêm á, thì khuếch tán qua lỗ, thì các em biết không, các lỗ mao mạch á, thì tương đối lớn nên nhiều phân tử thuốc có thể đi qua. Hồi nãy chúng ta nói mà khuếch tán qua lỗ mà ngang qua màng tế bào á, thì lỗ thì cái phương cách này nó không quan trọng. Nhưng mà khi các em tiêm thì thuốc nó sẽ được khuếch tán qua lỗ mao mạch. Và nên nhớ rằng lỗ mao mạch, các lỗ ở màng mao mạch thì tương đối lớn nên nhiều phân tử thuốc có thể đi qua. Và các thuốc này nó có ưu điểm là gì? Khi mà chúng ta dùng theo đường tiêm, nó có ưu điểm là gì? Thuốc nó sẽ hấp thu trực tiếp, đúng không? Thuốc nó sẽ hấp thu trực tiếp. Ví dụ như thuốc mà các em tiêm tĩnh mạch là thuốc nó đi thẳng vào tĩnh mạch. Và do thuốc nó được hấp thu trực tiếp cho nên chúng ta dùng thuốc này có tác dụng nhanh và dùng khi khẩn cấp. Thứ hai, nó sẽ khắc phục nhược điểm của đường uống. Đó là gì? Khắc phục được điểm của đường uống là gì? Khi mà chúng ta dùng theo đường tiêm á, thì liều dùng nó sẽ nhỏ hơn liều cho uống, đúng không các em? Liều cho uống nó lớn hơn, do đó nó khắc phục được nhược điểm của dùng theo đường uống. Đường uống là liều lớn á. Và thuốc mà có mùi vị khó chịu, thuốc mà không tăng cao ni lít, hoặc là nó dễ hủy hoại khi uống, thì chúng ta có thể dùng theo đường tiêm. Các cái chế phẩm đó chúng ta dùng theo chế phẩm, dùng theo đường tiêm. Đó là chúng ta dùng những cái thuốc mà có mùi vị khó chịu nè, những thuốc không tăng cao ni lít nè, nó tan trong nước á, hoặc là nó dễ bị hủy hoại khi uống, thì các nhà bào chế sẽ sản xuất thuốc này dùng theo đường tiêm. Và khi mà bệnh nhân bị nôn mửa hoặc là hôn mê không uống được thì chúng ta có thể dùng theo đường tiêm, đúng không các em? Và nhược điểm đó là những cái ưu điểm so với đường uống. Còn những cái nhược điểm so với đường uống đó là gì? Thuốc tiêm thì nó mắc các em, nó mắc tiền hơn, đắt tiền hơn, do đó ít kinh tế. Và thứ hai nữa, dùng theo đường tiêm thì nó không tiện lợi và kém an toàn. Vì sao? Khi tiêm á, là phải đòi hỏi cái điều kiện vô trùng phải cao, rồi phải họ đòi hỏi có người chuyên môn phải tiêm chứ, phải không? Và tiêm thì nó gây đau, thậm chí khi tiêm nó có thể gây tổn thương dây thần kinh. Thì đó là những cái đặc điểm mà chúng ta gọi là không tiện lợi và kém an toàn so với đường uống. Và các em biết không, cô Thúy quảng cáo trước, là mai mốt mà các em đi thực tập dược lý đó, thì chúng ta có thực tập dược lý 1 là thực tập dược lý trên thọ và trên chuột.
Thì cái buổi đầu tiên mà khi mà chúng ta thực tập dược lý đó là chúng ta có cái thao tác chích trên trên chuột, trên thỏ, thì các em cái thao tác này thì khi vào các vào bộ môn dược lý vào bộ môn dược lý thì các thầy cô giáo ở bộ môn dược lý sẽ hướng dẫn cho các em nha. Và tuy nhiên khi nào mà có lịch thực tập dược lý thì ban các sự lớp phi giúp giùm cô Thúy, em liên hệ với bộ môn dược lý trước, em liên hệ với bộ môn dược lý trước để em có cái cua thực tập dược lý. Cua đó thì nó cũng rẻ tiền thôi chứ không có mắc đâu, nhưng mà bộ môn làm sẵn cho các em, các em mua cái cua đó về các em coi trước nha, để chúng ta vô thực tập cho nó dễ dàng. Thì chúng ta có cái đường tiêm dưới da. Cái đường tiêm dưới da thì các em tiêm dưới da là các em sao? Chúng ta có đường tiêm dưới da thì các em thấy nè, cái đường tiêm dưới da thì mình viết tắt là SC. SC là viết tắt của chữ này nè, subcutaneous. Subcutaneous là tiêm dưới da, là mình tiêm với một cái mặt phẳng với một cái góc là 45 độ này. Các em thấy không? Tiêm một cái góc là 45 độ. Và các em thấy khi mà mình tiêm á, thì đừng có lo lắng, vì khi mà mấy em tiêm thực tập dược lý trên thú á, các thầy cô giáo sẽ giải thích và sẽ hướng dẫn thao tác cho các em. Và khi mà chúng ta dùng cái đường tiêm dưới da đó thì các em biết không, cái dưới da là có cái mô liên kết lập lẹo, và trong cái mô liên kết lập lẹo đó là có cái giang bào chất, nó có cái giang bào chất. Và cái đường tiêm dưới da thì thuốc nó sẽ khuếch tán qua cái giang bào chất này này nè, thuốc nó sẽ khuếch tán qua cái giang bào chất đây này, ở đây là có cái giang bào chất, và thuốc nó sẽ được khuếch tán qua giang bào chất, và sau đó thì thuốc nó sẽ được thấm qua nội mô bao mặt. Do đó cái sự hấp thu thuốc qua da, cái sự hấp thu thuốc qua da thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ hấp thu thuốc qua da, nó sẽ phụ thuộc vào cái độ nhớt giang bào chất và tính thấm bao mặt. Và ở dưới giang bào chất á, thì chúng ta có cái axit này nè các em, axit hyaluronic. Axit hyaluronic này nó sẽ đóng góp vào cái độ nhớt của giang bào chất. Như vậy cô Thúy xin nhắc lại, khi chúng ta dùng cái đường tiêm dưới da thì dưới da có cái mô liên kết lỏng lẻo, và trong cái mô liên kết dạng lỏng lẻo đó có cái giang bào chất, và sau đó thì thuốc nó sẽ thấm qua nội mô bao mạch. Do đó tốc độ hấp thu thuốc khi chúng ta dùng đường tiêm dưới da nó sẽ phụ thuộc vào độ nhớt giang bào chất và tính thấm bao mạch. Và các em thấy thành phần quan trọng mà tạo độ nhớt của giang bào chất đó là axit hyaluronic. Và vì vậy khi chúng ta muốn làm giảm tốc độ hấp thu, muốn làm giảm tốc độ hấp thu với một số thuốc có tác dụng ngắn như là penicillin nè, insulin nè, hoặc là muốn giảm độc như là procaine, thì chúng ta phải làm giảm tốc độ hấp thu. Và chúng ta làm giảm tốc độ hấp thu bằng cách nào? Bằng cách chúng ta dùng các chất gây co mạch. Các chất gây co mạch ví dụ như epinephrine. Epinephrine là tên gọi khác của adrenaline. Adrenaline thì nó gây co mạch, và khi phối hợp với thuốc tê, procaine là thuốc tê nha, thì adrenaline nó phối hợp với procaine thì adrenaline nó gây co mạch. Co mạch là sao? Mạch máu nó bị co lại và nó sẽ giữ cái procaine ở chỗ gây tê lâu hơn. Ở chỗ gây tê lâu hơn thì giữ cái protein ở chỗ gây tê lâu hơn thì protein nó sẽ có tác dụng gây tê lâu hơn và nó sẽ làm giảm độc tính của protein. Rồi thứ hai là có thể tăng độ nhớ của giang bào chất bằng một cái tá dược keo, và cái tá dược keo đó nó ít khuếch tán, như là chúng ta dùng cái tá dược này nè, pectin, gelatin, protamin, polyvidon, thì cô Thúy xin giới thiệu insulin là thuốc có tác dụng điều trị đái tháo đường. Và khi mà insulin tiêm dưới da đó, người ta có thể phối hợp insulin với protamin. Chúng ta có insulin protamin. Cái protamin khi phối hợp với insulin thì protamin nó sẽ làm tăng độ nhớt của giang bào chất. Và khi tăng độ nhớt của giang bào chất thì sao? Thì insulin nó sẽ hấp thu chậm. Và insulin nó hấp thu chậm thì nó sẽ kéo dài thời gian tác dụng của insulin. Chúng ta có insulin protamin, và sau này chúng ta có cái insulin kẹt protamin đó, và chúng ta có cái biệt dược là chúng ta có cái chế phẩm insulin kẹt protamin ha. Và các em ơi, chúng ta có thể tạo một cái phức ít tan trong nước,
vào một cái phước ethan trong nước, ví dụ như chúng ta phối hợp penicillin và protein. Penicillin khi kết hợp với protein thì nó tạo thành cái phước ethan trong nước, và khi nó ethan trong nước thì nó sẽ làm giảm tốc độ hấp thu của penicillin. Mà khi nó làm giảm tốc độ hấp thu của penicillin thì nó sẽ kéo dài thời gian tác dụng của penicillin. Như vậy cô thí sinh nhắc lại, thuốc mà được hấp thu dưới da thì nó, chúng ta có thể làm giảm tốc độ hấp thu. Giảm tốc độ hấp thu bằng ba cách này: một, dùng chất gây co mạch như trong chế phẩm protein epinephrine. Epinephrine là chất gây co mạch. Hai, tăng độ nhớt của gan vào chất, ví dụ insulin protamine. Insulin protamine thì nó sẽ kéo dài thời gian tác dụng của penicillin. Thứ ba, tạo phước ethan trong nước bằng cách penicillin phối hợp với protein, và khi phối hợp với protein thì nó sẽ tạo phước ethan trong nước và nó sẽ làm giảm tốc độ hấp thu. Và khi giảm tốc độ hấp thu thì nó sẽ kéo dài thời gian tác dụng của penicillin, bởi vì bản thân penicillin là thời gian tác dụng ngắn. Rồi, đó là ba cách để làm giảm tốc độ hấp thu nghe các em. Đó là: một, dùng chất gây co mạch; thứ hai, tăng độ nhớ của gan bào chất; và thứ ba là tạo phước ethan. Vậy thì ngược lại, chúng ta dùng các chất làm tăng tốc độ hấp thu. Các chất làm tăng tốc độ hấp thu, ví dụ như chúng ta dùng trong trường hợp nào? Chúng ta dùng dung dịch đặc trưng ở trẻ sơ sinh. Dung dịch đặc trưng ở trẻ sơ sinh đó, thì nếu tốt đó, là nên chích, nên truyền mạch, nên chích tĩnh mạch, nên truyền mạch, truyền tĩnh mạch đó. Nhưng mà các em biết không, cái trẻ sơ sinh đó là lấy mạch khó lắm, lấy mạch khó lắm. Thì người ta dùng cái dung dịch đặc trưng này, chúng ta chích dưới da cho trẻ sơ sinh. Và chích dưới da cho trẻ sơ sinh đó, thì hấp thu thì nó chậm hơn là chích mạch. Do đó chúng ta dùng nó, hoặc dùng có cái biện pháp để tăng tốc độ hấp thu, hoặc là dùng cái PAS. PAS này là viết tắt của chữ para amino salicylate. Khi mà chích PAS ở người lớn á, thì khi mà chích tĩnh mạch á, thì nó có thể gây nghẹt mạch máu. Do đó người ta chích PAS ở người lớn thì người ta dùng cái đường tiêm dưới da. Vậy thì khi mà tiêm dưới da thì tốc độ nó hấp thu nó chậm các em. Vậy thì chúng ta tăng tốc độ hấp thu bằng cách gì? Thì như các em biết, ở dưới da đó là có cái mô liên kết lỏng lẻo, và chúng ta có cái axit hyaluronic này là nó đóng vai trò là cái độ nhớ của gan bào chất. Và cái axit hyaluronic này nó bị một cái men phân hủy gọi là men hyaluronidase. Men hyaluronidase này nó phân hủy axit hyaluronic, và axit hyaluronic này là nó tạo ra cái độ nhớ. Bây giờ cái men hyaluronidase nó sẽ phân hủy axit hyaluronic và nó làm giảm độ nhớ, và khi nó làm giảm độ nhớ thì nó sẽ làm tăng tốc độ hấp thu. Thứ hai nữa là nếu chúng ta dùng chất gây co mạch thì giảm tốc độ hấp thu. Thì bây giờ để ngược lại, muốn tăng tốc độ hấp thu thì chúng ta phải dùng chất giảm mạch. Và chất giảm mạch ở đây cô Thúy xin giới thiệu với các em, đó là nicotinamide. Và nhớ chú ý như vậy đối với đường tiêm dưới da thì nhớ cái gì? Đường tiêm dưới da thì tốc độ hấp thu nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Độ nhớ gan bào chất là một. Hai là phụ thuộc vào tính thấm mau mạch. Độ nhớ gan bào chất thì chúng ta có axit hyaluronic đóng vai trò quan trọng trong độ nhớ gan bào chất. Và chúng ta có ba phương cách để giảm tốc độ hấp thu. Chúng ta giảm tốc độ hấp thu đối với một số thuốc nào? Thuốc nó có tác dụng ngắn thì mình làm giảm tốc độ hấp thu để cho nó hấp thu từ từ thì tăng thời gian tác dụng lên, phải không? Thì chúng ta giảm tốc độ hấp thu bằng ba cách: một, phối hợp với chất gây co mạch; hai, tăng độ nhớ của gan bào chất; ba, tạo phước ethan trong nước. Và ngược lại, muốn tăng tốc độ hấp thu trong một số trường hợp, ví dụ như dung dịch đặc trương ở trẻ sơ sinh, tốt là chúng ta phải truyền mạch, phải chích tĩnh mạch. Nhưng mà ở trẻ sơ sinh lấy tĩnh mạch khó, thì bây giờ chúng ta tiêm dưới da. Mà tiêm dưới da thì tác dụng nó chậm, vậy thì chúng ta phải tăng tốc độ hấp thu lên thôi. Hoặc là tiêm PAS ở người lớn á, thì nó có thể gây nghẹt mạch khi chích tĩnh mạch, vậy thì chúng ta phải tiêm dưới da thôi.
và tim dưới da thì chậm hấp thu. Vậy thì chúng ta phải tăng tốc độ hấp thu bằng hai cách. Cách thứ nhất, dùng men hyaluronidase, và men này thì để giảm độ nhớ. Và thứ hai nữa là dùng chất giảm mạch như nicotinamide. Và chú ý này các em, chúng ta không tiêm dưới da, không tiêm bắp các thuốc gây kích ứng mô hoặc là các thuốc gây hoại tử mô như calcichloride hoặc là UAB. Và chúng ta hấp một cái con đường tiêm tiếp theo cô thúy giới thiệu, đó là tiêm bắp. Thì tiêm bắp là nhớ nè, tiêm bắp là tác dụng hấp thu tốt hơn, nhanh hơn, bởi vì ở bắp cơ thì nó có nhiều mạch máu hơn. Ở bắp cơ là nhiều mạch máu hơn và là nó ít đau hơn tim dưới da. Tim dưới da với tim bắp á, thì tim dưới da đau hơn nghe các em, bởi vì ở dưới da nó có nhiều dây thần kinh cảm giác hơn. Do đó cô thí xin nhắc lại, EM với SC thì hấp thu tốt hơn là EM, mà tim đau hơn là SC. Tim dưới da là đau hơn mà tim bắp là hấp thu tốt hơn các em ha. Và đường tim thịnh mạch thì sao? Là thuốc thấm nhập toàn vẹn vào tuần hoàn, và chúng ta dùng đường này khi không thể dùng các đường khác. Khi không thể dùng các đường khác, ví dụ như là các cái dược phẩm gây đau như là glucose 30%, chất kích glucose 30% nó đau lắm kìa, thì phải tiêm tĩnh mạch thôi. Hoặc là một số thuốc nó gây hoại tử, sửa lại dùng cô thúy ha, hoại tử, ví dụ như là uapain. Uapain là thuốc trị suy tim, và khi mà các đường khác thì nó có thể gây hoại tử. Vì vậy chúng ta phải phải tiêm tĩnh mạch thôi, hoặc là máu hoặc là các chất thay thế huyết tương thì chúng ta phải truyền tĩnh mạch thôi các em ha. Và các điều cần lưu ý khi tiêm tĩnh mạch là: một, nó phải đặc trưng với huyết tương khi truyền với lượng lớn. Đặc trưng với huyết tương khi truyền với lượng lớn như là từ 250 cho đến 1000 ml, truyền với lượng lớn thì phải đặc trưng với huyết tương. Ví dụ dung dịch nước muối sinh lý natri chloride đặc trưng với huyết tương phải ở nồng độ 0,9%. Dung dịch đường glucose hay là dextrose đặc trưng với huyết tương phải ở nồng độ 5%. Và khi mà tiêm truyền tĩnh mạch đó, là chú ý tiêm chậm. Tiêm chậm để chi? Để tránh sự thay đổi cân bằng các chất keo trong huyết tương, và luôn luôn theo dõi các phản ứng của bệnh nhân. Do đó các em thấy điều dưỡng hay bác sĩ gì mà khi tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân á, là các em biết không, họ thao tác họ giỏi rồi, họ không cần nhìn chăm chăm vào mạch máu đâu, mà khi mà họ tiêm tĩnh mạch, đang tiêm tĩnh mạch là họ nhìn cái gì? Họ phải nhìn vô mặt của bệnh nhân á. Nhìn mặt của bệnh nhân là khi mặt bệnh nhân sao? Là có triệu chứng tím tái, hay là mắt thì nó có triệu chứng là mắt nó có vấn đề, hoặc là mặt có triệu chứng tím tái chẳng hạn, có các cái phản ứng của bệnh nhân thì người ta phải rút cái kim tiêm ra nghe. Do đó khi đường tiêm tĩnh mạch là phải tiêm chậm, phải theo dõi các cái biến chuyển trên khuôn mặt của bệnh nhân để chi? Để tránh sự thay đổi. Tiêm nhanh quá thì sao? Nó thay đổi cân bằng các chất keo trong huyết tương. Và nhớ là luôn luôn phải theo dõi các phản ứng của bệnh nhân. Và các em biết không, cô Thúy thấy dược sĩ mình á, nhiều khi mình hay làm thêm một cái chuyện, hoặc là nhiều khi mình tiêm thuốc cho bệnh nhân, nhưng mà theo cái suy nghĩ của cô Thúy nghe, các em chớ dài nghe, chớ dài. Nhiều khi mình tiêm tĩnh mạch giọt lắm, mình tiêm tĩnh mạch giọt lắm, nhưng mà nhiều khi nó gây sốc phản vệ, mà nó có vấn đề gì cho bệnh nhân, thì nhiều khi mình là dược sĩ, mình không có chức năng đó. Do đó các em nhiều khi mình làm thao tác giỏi lắm, mình tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch và vậy, thì các em biết không, mình làm được, mình làm giỏi lắm. Nhưng mà nếu là các em dược sĩ thuộc nhà thuốc, các em ở nhà thuốc chớ dài nghe các em, bởi vì nhiều khi nó xui cái nó làm sốc một cái, nhiều khi cứu chữa không kịp thời, nhiều khi tính mạng bệnh nhân nó có ảnh hưởng, nó ảnh hưởng tới tính mạng bệnh nhân, nhiều khi mình đâu có đền được tính mạng cho bệnh nhân. Đó là chưa kể là mình cái day dứt về lương tâm. Rồi thứ hai nữa là mình phải đối mặt với hành lang pháp lý, bởi vì dược sĩ mình không có cái chức năng nhiệm vụ đó. Do đó cô Thúy khuyên các em, nếu mình làm những cái thao tác tim này rất giỏi nhưng mà không phải phạm vi hành nghề của mình thì đừng hành nghề nghe các em. Rồi dung môi thường dùng khi mà chúng ta tiêm tĩnh mạch là gì? Thường dùng là nước, tránh dùng nghe và không dùng các chất dầu hoặc là các chất không ban, bởi vì sao? Nó có thể gây nghẹt mạch máu. Và tránh dùng các chất gây kích ứng, nghẹt mạch, tiêu huyết, kết tụa các thành phần
của máu hoặc là có hại cho cơ tim thì mình không dùng đường tiêm tĩnh mạch. Như vậy cô Thúy xin tóm tắt lại, đường tiêm thì mình có đường tiêm này dưới da, trong da, tim bắp, tim tĩnh mạch, tim động mạch, tim phúc mô. Thì trong các đường tiêm đó thì ba đường mà chúng ta hay gặp nhất đó là đường tiêm dưới da, đường tiêm bắp và đường tiêm tĩnh mạch. Và cô Thúy xin tổng kết lại ba đường đó này. Nếu mà nói thuốc mà được hấp thu toàn vẹn thì phải là đường tiêm tĩnh mạch. Và so sánh đường tiêm dưới da và tiêm bắp thì tiêm dưới da là đau hơn, mà tiêm bắp là thuốc hấp thu là nhiều hơn tiêm dưới da. Và cô Thúy xin đi qua cái con đường hấp thu cuối cùng, đó là đường hấp thu thuốc qua thanh mạc. Đường hấp thu thuốc qua thanh mạc thì chúng ta hấp thu thuốc qua biểu mô thanh mạc mỏng nên dễ hấp thu thuốc. Ví dụ như đường hấp thu qua thanh mạc như là tiêm kháng sinh vào bao phổi nhé các em, bao phổi, hoặc là tiêm phúc mô, hoặc là tiêm vào bao hoạt dịch khi viêm này, hoặc là nhiễm trùng tại chỗ này. Và các em đường tiêm đường phúc mô thì tiêm vào màng bụng có tác dụng nhanh chóng gần bằng với đường tiêm tĩnh mạch, nhưng mà hiện nay thì ít dùng. Và bây giờ cô Thúy xin tổng kết quá trình đầu tiên, là do bữa hôm nay là bữa đầu tiên cô Thúy giảng chậm và cô Thúy cũng muốn giảng cái phần nào thì để cho các em nắm được bài. Thì do đó các em ơi, bây giờ cô Thúy xin tổng kết bài nha. Cô Thúy xin tổng kết bài nè. Và sau khi cô Thúy xin tổng kết bài, cô Thúy cũng sẽ quay lại với các em. Thì tối hôm nay là mình đi chậm vì cái cô Thúy cũng muốn cho các em nắm được bài và học thuộc bài ngay tại lớp. Học thuộc bài ngay tại lớp. Do đó cô Thúy xin nhắc lại nè, tối hôm nay cô Thúy đi chậm. Tối thứ sáu tuần sau thì mình nghỉ lễ, do đó tối thứ sáu tuần sau là mình không có học nghe các em. Và tối thứ sáu tới nữa, tức là qua tháng 5, và cô Thúy đoán thôi, cô Thúy nghỉ thôi, chứ các nhà trường sẽ có thông báo chính thức tới các em. Thì cô Thúy nghĩ chắc là qua tháng 5 thì mình đi học lại ở trường, mình học lại offline. Thì do đó tối nay cô Thúy dạy online thì cô Thúy dạy chậm để cho các em thuộc bài ngay tại lớp. Thì tối hôm nay là cô Thúy nói tới số phần thuốc trong cơ thể. Thì bây giờ cô Thúy tổng kết bài. Và những phần tổng kết bài thì cô Thúy muốn các em nè thuộc bài ngay tại lớp luôn nghe. Và về sau khi mà mình đi học trở lại offline trên lớp thì mình sẽ học nhanh hơn. Và bây giờ đây là những cái phần mà các em phải nhớ nè. Khi mà chúng ta nói số phần thuốc trong cơ thể là chúng ta có 4 quá trình nghe các em. 4 quá trình đó là gì? 1. Hấp thu. 2. Phân bố. 3. Chuyển hóa. Và 4. Thải trừ. Và 4 quá trình đó chúng ta gọi là APME. Chúng ta gọi là APME. Và khi mà chúng ta nói tới APME là chúng ta nói tới dược động học, là nói tới 4 quá trình là sự hấp thu thuốc. Và tối hôm nay chúng ta đã đi xong phần hấp thu thuốc. Thì phần hấp thu thuốc thì các em chúng ta có 3 nội dung này. Cô Thúy xin tổng kết bài bằng cách bám vào 3 nội dung này. Thì các em ơi, 3 nội dung đó là gì? Chúng ta sẽ có sự hấp thu thuốc, đó là các phương cách thuốc đi qua màng tế bào. Các phương cách thuốc đi qua màng tế bào thì chúng ta có 4 phương cách nha các em. Chúng ta có 4 phương cách, đó là 1. Khuếch tán qua lớp lipid. 2. Khuếch tán qua lỗ. Thứ 3. Khuếch tán qua màng nhờ chất mang. Và thứ 4 là ẩm bào. Trong 4 cách này thì khuếch tán qua lớp lipid và khuếch tán qua màng nhờ chất mang là 2 phương cách thuốc đi qua màng tế bào là chủ yếu. Và điều kiện tiên quyết để thuốc đi qua màng tế bào thì học với cô này các em. Điều kiện tiên quyết để hấp thu qua màng đó là gì? 1. Thuốc đó phải tan trong lipid. 2. Thuốc đó phải ở dạng không dung hóa nha, dạng không dung hóa. Và chúng ta sẽ có các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc thì chúng ta sẽ có 5 yếu tố sau đây. 1. Tính hòa tan của thuốc. 2. Nồng độ thuốc tại nơi hấp thu. 3. pH nơi hấp thu. Thì pH nơi hấp thu
thì nó phải theo cái phương trình Henderson Hasselbeck. Và thứ tư là tuần hoàn nơi hấp thụ, và thứ năm là bề mặt nơi hấp thụ. Đó là năm yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thụ thuốc. Và chúng ta sẽ có các yếu tố, các đường hấp thu thuốc. Thì chúng ta có các đường hấp thu thuốc, đó là chúng ta có đường hấp thu qua da, đường hấp thu qua đường tiêu hóa, hấp thu qua đường hô hấp, hấp thu qua đường tiêm và hấp thu qua đường thanh mạc. Thì chúng ta có đường hấp thu qua da. Thì đường hấp thu qua da, các em chú ý những điểm sau đây. Đường hấp thu qua da thì da nó có 3 lớp, đó là biểu bì, bì và hạ bì. Và đặc điểm thuốc hấp thu qua da, thuốc muốn được hấp thu qua da thì thuốc nó phải có hệ số phân chia dầu trong nước hợp lý. Thuốc nó phải có hệ số phân chia dầu trong nước hợp lý, nghĩa là thuốc nó phải vừa tan trong dầu, vừa tan trong nước. Nó phải vừa tan trong dầu để chi? Nó đi qua được lớp màng tế bào. Nó phải tan trong nước để chi? Để khi nó vào vòng tuần hoàn chung là vào máu, thì máu là thân nước, máu là nước, thì chúng ta mới thấy thuốc nó được vận chuyển. Và cái sự hấp thu thuốc qua da thì nó có thể có tác dụng tại chỗ, có thể có tác dụng toàn thân. Có tác dụng toàn thân, ví dụ như chúng ta dùng thuốc dán nitroglycerin điều trị đau thắt ngực, thuốc dán scopolamine điều trị say tàu xe, hoặc là thuốc dán estradiol chứa estradiol để bổ sung estradiol ở phụ nữ sau mãn kinh. Và chúng ta sẽ có các yếu tố hấp ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc qua da, đó là yếu tố gì? Chúng ta có các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc qua da, đó là yếu tố gì? Một, khi các hóa lớp sừng. Hai, loại tá dược. Thứ ba, độ dày của lớp sừng. Thứ tư, đó là tuổi tác, và đó là các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu thuốc qua da. Và để thuốc muốn hấp thu thuốc qua da nhanh á, thì chúng ta nên dùng cái biện pháp là chà sát, xoa bóp da, hoặc là chúng ta dùng cái sóng siêu âm á, để đẩy thuốc vào sâu hơn, để làm giảm cái chức năng hàng rào của lớp sừng. Chúng ta qua cái đường hấp thu thứ hai, đó là đường hấp thu qua đường tiêu hóa. Thì chúng ta nhớ đường tiêu hóa thì chúng ta nhớ có 4 vị trí sau đây. Thứ nhất là niêm mạc lưỡi. Thứ hai là hấp thu thuốc qua dạ dày. Thứ ba là ruột non. Và thứ tư là ruột già. Nếu thuốc muốn được hấp thu thuốc qua niêm mạc lưỡi thì chúng ta phải dùng thuốc đặt dưới lưỡi. Khi thuốc dùng đặt dưới lưỡi thì chúng ta áp dụng cái thuốc nào? Thuốc không có mùi vị khó chịu, không gây kích ứng, và liều thuốc đó phải tương đối thấp, và thuốc đó bị phân hủy ở gan và đường tiêu hóa, thì chúng ta có thể dùng dưới đường đặt dưới lưỡi. Cái vị trí thứ hai đó là dạ dày, và vị trí thứ ba là ở ruột non. Thì thuốc được hấp thu ở dạ dày và ruột non thì các em lưu ý, ở dạ dày là hấp thu ít hơn ở ruột non. Bởi vì sao? Bởi vì ở ruột non có diện tích tiếp xúc lớn. Bởi vì cái lưu lượng máu tới ruột non nhiều. Bởi vì thời gian thuốc lưu ở ruột non lâu và du động ruột giúp phân tán thuốc. Do đó cái sự hấp thu thuốc ở ruột non nó nhiều hơn ở dạ dày. Còn vị trí cuối cùng là ở ruột già. Thuốc muốn được hấp thu qua niêm mạc ruột già thì các em phải dùng thuốc đạm, thuốc thuộc. Và nhớ nghe, cái viên thuốc đạm có đầu bằng, đầu nhọn là chúng ta phải đặt đầu bằng. Và khi mà hấp thu qua thuốc đạm, qua đường trực tràng thì nhớ ở ba vị trí, đó là tĩnh mạch trực tràng giữa và dưới, là thuốc không qua gan. Thuốc nó đi qua gan khi nào thuốc nó được hấp thu qua đoạn tĩnh mạch trực tràng trên. Và cái con đường hấp thu tiếp theo đó là hấp thu qua đường tiêm chích. Thì chúng ta có những con đường tiêm chích phổ biến như là tiêm dưới da, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch. Và con đường hấp thu cuối cùng đó là hấp thu qua đường hô hấp. Thế thì các em ơi, tối hôm nay cô Thúy đã nói xong cái phần đầu tiên, đó là quá trình hấp thu thuốc. Thì bây giờ cô Thúy xin quay trở lại với các em, cho cô Thúy hỏi. Nãy giờ các em ơi, các em nghe con rõ không? Và các em không hiểu phần nào thì cô Thúy nhắn tin giúp cô Thúy, hoặc là bật mic lên
Kem bật mic lên, Kem hỏi và cô Thúy sẽ xin trả lời trực tiếp nha. Và tối hôm nay thì mình chỉ học cái quá trình dược độc đầu tiên là quá trình hấp thu thuốc thôi. Thế thì các em cho cô Thúy hỏi không hiểu thì các em bật mic lên hoặc là các em nhắn tin cho cô Thúy là không có hiểu thì không có hiểu phần nào. Và nếu mà hiểu rồi thì các em ơi, cô Thúy bây giờ là cô Thúy không có qua cái quá trình thứ hai. Tại vì qua cái quá trình thứ hai thì cũng không nói được hết, mà không nói được hết và cũng là nó gian dở cái bài. Thế thì các em ơi, nếu cô Thúy nhận được rất nhiều tin nhắn là các em nói các em hiểu và rõ rồi, thế thì bây giờ các em ơi, tối hôm nay cô Thúy nhận xét là cô Thúy thấy lớp mình đó học rất là tốt, cô Thúy thấy các em đi học rất là đông và các em học rất là tốt. Thì nếu mà chúng ta duy trì cái chuyện học như thế này, thì cô Thúy hứa với các em, là cô Thúy sẽ ôn bài cho các em khi các em kiểm tra dược kỳ, cũng giống như các em thi cuối kỳ để môn dược lý 1, không phải là nỗi ám ảnh đời các em nhé, thì cô Thúy phụ trách với các em hai phần lớn. Chúng ta có chương trình dược lý 1 là 45 tiết và các em sẽ học với cô Thúy và cô Hồng. Trước đây là các em có học với cô Hằng nữa và hiện nay tại vì cô Hằng bận nhiều việc quá, do đó cô Hằng mới nói cô Thúy là cô Thúy phụ trách cái phần đầu là dược lý đại cương. Thì các em ơi, như vậy cái phần dược lý 1 này là các em sẽ học với cô Thúy và cô Hồng. Trước đây là phần của cô Hằng, thì phần cô Hằng là giao lại cho cô Thúy sẽ giảng cái phần dược lý đại cương này. Thì các em ơi, nếu từ rày về sau mà các em có không có hiểu cái phần nào hoặc là thắc mắc cái phần nào thì có thể nhắn tin trực tiếp cho cô Thúy nghe, nhắn tin trực tiếp cho cô Thúy qua cái hộp thư này thì cô Thúy sẽ trả lời ngay. Và nếu mà các em học tốt như thế này thì cô Thúy hứa cô Thúy sẽ ôn bài cho trước khi các em kiểm tra dự kỳ, cũng giống như là các em thi cuối kỳ. Và một lần nữa là cô Thúy nhờ lớp trưởng Phi ơi giúp giúp cô Thúy ghi nhận lại các bạn trả lời đúng tối nay, ghi nhận lại trả lời trước nay tối nay mà để thêm cô Thúy học điểm tích cực. Và cô Thúy xin trả lời câu hỏi, cô Thúy nhận câu hỏi của Phi này. Dicumaron và Teofilin 300mg uống trước ăn do có khoảng an toàn hẹp, nếu uống sau ăn sẽ tăng nồng độ thuốc dẫn đến tác dụng phụ xuất huyết nghiêm trọng. Thì cô Thúy xin trả lời với Phi với các em là như thế này nè các em. Câu hỏi của Phi rất là hay và cái câu hỏi này là cô Thúy định dạng vào cái phần sau, cái buổi sau. Nhưng mà hôm nay tại vì Phi hỏi thì cô Thúy trả lời luôn. Thì các em biết không, cái Dicumaron là thuốc có khoảng an toàn hẹp. Dicumaron là thuốc chống đông máu, cũng giống như Teofilin là thuốc điều trị hen suyễn. Là Dicumaron và Teofilin cũng giống như nhiều thuốc nữa là có khoảng an toàn hẹp. Khoảng an toàn hẹp là sao? Là khoảng cách giữa liều điều trị và liều độc nó gần nhau. Do đó khi mà sự tăng hấp thu thuốc á, khi mà nó làm tăng hấp thu thuốc thì nó sẽ làm tăng nồng độ thuốc trong huyết tương và nó có thể gây độc tính. Nhưng các em biết không, là khi mà nó làm giảm nồng độ thuốc thì sao? Khi mà nó làm giảm nồng độ thuốc thì sao? Thì nó sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Khi nó làm giảm nồng độ thuốc thì nó sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Và khi giảm tác dụng của thuốc thì thuốc nó không có đủ nồng độ để nó gây tác dụng. Thì Dicumaron là thuốc chống đông máu, nó dùng trong các bệnh lý về huyết khối đó. Và nếu mà nó làm giảm hấp thu thuốc thì nó sẽ làm giảm cái nồng độ thuốc trong máu. Và khi giảm nồng độ thuốc trong máu thì thuốc nó không đạt được cái nồng độ để nó đạt được cái tác dụng. Do đó nếu Dicumaron mà chúng ta mà giảm nồng độ thuốc trong máu thì nó sẽ xuất hiện những cục máu đông. Vì Dicumaron là thuốc chống đông máu mà. Do đó các em biết không, Dicumaron tăng hấp thu thuốc cũng không được, mà tại vì tăng hấp thu thuốc thì nó sẽ làm tăng nồng độ thuốc trong máu, còn giảm hấp thu thuốc thì nó cũng không được,
Bởi vì khi giảm nồng độ, giảm hấp thu thuốc thì nó sẽ làm giảm nồng độ thuốc trong máu. Do đó đi cumarone nó phải ổn định nồng độ thuốc trong máu. Bất kỳ một sự tăng nồng độ thuốc trong máu thì nó sẽ tăng độc tính. Giảm nồng độ thuốc trong máu thì nó sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Mà đi cumarone tác dụng của nó là chống đông máu. Bây giờ nó giảm tác dụng thì nó gây ra cục máu đông. Mà cục máu đông xuất hiện ở nào? Nó có thể gây tai biến mạch máu não, xuất hiện ở mạch vành. Mạch vành là mạch máu nuôi tim. Nó xuất hiện ở mạch vành, nó có thể làm tắc mạch vành, nó có thể gây đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, gây đột tử. Nó có thể tắc các mạch máu ở phổi, ở thận, ở não, ở tim, vân vân. Do đó cô Thúy xin nhắc lại, đi cumarone với lại teofilin hoặc là nhiều thuốc khác mà cô Thúy sẽ nói trong cái phần buổi sau, tức là nói về chuyển hóa thuốc. Thế thì các em biết không, khi mà nói tới chuyển hóa thuốc á, thì có một số thuốc mà có khoảng cách an toàn hẹp thì không được làm tăng nồng độ thuốc, cũng không được làm giảm nồng độ thuốc. Vì sao? Vì khi tăng nồng độ thuốc thì sẽ tăng độc tính của thuốc. Vì khi giảm nồng độ thuốc thì nó không đạt nồng độ trị liệu, nó sẽ giảm tác dụng của thuốc. Vậy thì đi cumarone, trước khi chấm dứt buổi hôm nay, cô Thúy xin nhắc, đi cumarone, sự hấp thu của đi cumarone là bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Do đó chúng ta phải uống sau ăn. Thì khi uống sau ăn thì nồng độ thuốc nó sẽ tăng lên, thì nó tăng độc tính nó làm sao? Thì các em biết không, người ta phải theo dõi nồng độ thuốc trong trị liệu. Theo dõi nồng độ thuốc trong trị liệu đó là cái công tác gì? TDM. T là viết tắt của chữ therapeutic. Cô Thúy nhắc thì cho các em là TDM. TDM nghĩa là therapeutic drug monitoring, nghĩa là những thuốc này phải theo dõi nồng độ thuốc trong trị liệu. Đi cumarone và teofilin là phải theo dõi nồng độ thuốc trong trị liệu đó các em. Do đó các em, còn cái phần tại sao khi tăng nồng độ đi cumarone hoặc là giảm nồng độ đi cumarone thì nó khi nào thì xảy ra chuyện đó, thì tuần tới nữa, tuần lễ và sau lễ cô Thúy sẽ giảng với các em. Khi giảng đó cô Thúy nghĩ khi giảng đó là offline trên lớp rồi, cô Thúy sẽ nói nhiều hơn nha. Thì bây giờ cũng trễ rồi, thì do đó cô Thúy xin được chấm dứt ngang đây. Các em ơi, các em coi lại giúp dùng cô Thúy chương cái phần hấp thu thuốc, coi lại bữa sau cô Thúy sẽ đi tiếp phần còn lại của bài này, đó là quá trình phân bố, chuyển hóa và đào thải. Và cô Thúy sẽ nói nhanh hơn nha. Thế thì tối hôm nay mình ngừng ngang đây nghe các em ha. Cô Thúy cảm ơn các em, cô Thúy chúc các em ngủ ngon. Goodbye các em.